có một ngọn núi tuyệt đẹp ở phía nam Tây Tạng, được gọi là Kailash. Chiều cao của nó khoảng 6.700m. Nó không cao lắm và thấp hơn nhiều so với đỉnh Everest. Nhưng không giống như Everest, hầu như chưa ai từng leo lên Kailash vì một lý do bất thường. Năm 1926, một nhà leo núi nổi tiếng người Anh đã quyết định lên đỉnh núi và nghiên cứu nó trong một thời gian dài. Hiệp hội leo núi thông báo với ông rằng ngọn núi này hoàn toàn không thể tiếp cận được. Mặc dù vậy, ông vẫn tiếp tục cố gắng. Trong khi khám phá phần phía bắc của nó, trời bắt đầu có tuyết rơi vào thời điểm đó. Không thể làm việc trong điều kiện như vậy, vì vậy ông đã từ bỏ ý định này và rời đi. Nỗ lực tiếp theo để leo lên đỉnh Kailash được thực hiện bởi một người leo núi khác, Đại tá Wilson. Cùng với người bạn đồng hành của mình, họ đã tìm ra con đường phù hợp nhất để lên đỉnh. Họ tự tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu, nhưng mùa đông khắc nghiệt đã phá hỏng kế hoạch của họ. Đại tá muốn quay lại lần nữa, nhưng ông không bao giờ làm vậy. Một người khác muốn leo lên đỉnh là một nhà văn và nhà leo núi người Úc. Ông đã khám phá lãnh thổ của dãy núi Tây Tạng và nhìn thấy Kailash. Vào thời điểm đó, ông nghĩ rằng ông sẽ dễ dàng lên đến đỉnh. Ông ta đã gặp một Lạt Ma địa phương và hỏi ông ấy liệu có thể leo lên Kailash không. Lạt Ma trả lời rằng chỉ có người vô tội, không có tội lỗi mới có thể đến đó. Và người này thậm chí không cần phải trèo những bức tường băng giá vì anh ta có thể bay lên đó như một con chim. Nhà văn không thực sự hiểu ý của Lạt Ma, nhưng vì lý do nào đó đã từ bỏ ý tưởng của mình. Sau đó, vào những năm 80, Hiệp hội leo núi lại xem xét vấn đề núi Kailash. Họ quyết định giao việc chinh phục đỉnh núi cho Rahel Messner, một nhà nghiên cứu người Ý, một trong những người đầu tiên leo lên đỉnh Everest một mình. Khi nghe lời đề nghị leo lên Kailash, ông đã từ chối thực hiện chuyến thám hiểm. Ông nói, nếu chúng ta chinh phục được ngọn núi này, thì chúng ta sẽ chinh phục được một điều gì đó trong tâm hồn của con người. Người leo núi biết rằng ngọn núi này là nơi linh thiêng đối với người Tây Tạng địa phương. Những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến chân núi. Rahel Messner biết điều này và không muốn làm điều gì đó có thể xúc phạm đến người khác. Không ai được phép leo đỉnh núi này, nhưng bạn có thể đến chân núi để cảm nhận năng lượng và tận hưởng quang cảnh tuyệt đẹp. Một bức ảnh của dãy núi Cầu Vồng và một bức tranh vải có phong cảnh được vẽ bên cạnh sẽ rất khó để phân biệt bản vẽ với thực tế, nhưng ngọn núi này trông giống như tranh vẽ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự của thiên nhiên. Dãy núi Cầu Vồng nằm trong một trong những công viên địa chất của Trung Quốc, lấp lánh với hầu hết các màu sắc cầu vồng. Những tảng đá dường như được phủ bằng kính và phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nơi này có được những màu sắc này là nhờ đá sa thạch và khoáng chất. Những chất này đã được ép trong 25 triệu năm và đã biến dãy núi Cầu Vồng trở thành một trong những nơi đẹp nhất trên trái đất. Chúng tôi đang ở Philippines, có hơn 1.000 ngọn đồi khác thường trải dài trên một khu vực rộng lớn. Không, đây không phải là ảnh chụp sô-cô-la, đây là đồi sô-cô-la. Chúng nhỏ, chiều cao của ngọn đồi lớn nhất đạt khoảng 120m. Bạn có thể nhanh chóng leo lên đỉnh trong vài phút. Điểm đặc biệt của những ngọn đồi này là hàng trăm ngàn người mỗi ngày rắc hàng triệu tấn vụn sô-cô-la lên những đỉnh núi này. Và sau đó khi chúng tan chảy, mùi cacao tuyệt vời lan tỏa khắp lãnh thổ. Được rồi, chỉ đùa thôi. Tất nhiên đó không phải là vụn sô-cô-la. Mỗi ngọn đồi đều được phủ đầy cỏ xanh. Vào mùa khô, cỏ khô héo và chuyển sang màu nâu sô-cô-la. Phong cảnh này chỉ là một bức ảnh tuyệt vời cho một gói kẹo. Có lẽ một công ty nào đó đã in nó lên hộp của họ. Hãy tưởng tượng một ngọn núi nhỏ cao khoảng 20m và rộng 100m. Nó thậm chí không phải là một ngọn núi mà là một ngọn đồi nhỏ. Không có gì mọc ở trên đó, không có cỏ, không có cây cối, chỉ có cát đen. Nhưng điều kỳ lạ của ngọn núi này là nó có thể di chuyển. Mỗi năm nó dịch chuyển một khoảng cách khoảng 20m. Nhìn vào nó, ghi nhớ vị trí của nó và quay trở lại sau 12 tháng. Nó sẽ thay đổi vị trí, nhưng cũng thay đổi hình dạng. Ngọn núi di chuyển nằm ở thảo nguyên Tanzania. Đụn cát khổng lồ này đã di chuyển theo nhiều hướng khác nhau trong 3 triệu năm. Trên thực tế, nó không bao gồm cát mà là cho núi lửa tử hóa. Ngày xưa, một ngọn núi lửa đã phun trào ở đây. Trào lắng đọng đã hình thành nên những ngọn đồi này. Nếu bạn lấy một nắm tro này và ném lên không trung, nó sẽ bị thu hút bởi tổng khối lượng của cồn cát. Một cơn gió mạnh khiến chúng di chuyển, nhưng lực từ giữ cát lại với nhau. Một ngày nọ, ngọn núi tách thành hai phần và đi theo các hướng khác nhau. Một trong những ngọn núi kỳ lạ và bí ẩn nhất nằm ở Bắc Carolina. Đây là núi Brown. Nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy không có gì đặc biệt ở đó. Nhưng hãy thử dựng lều và ở lại đây vài đêm. Có lẽ bạn sẽ nhớ những đêm này suốt đời.
Mọi người thường nhìn thấy những luồng sáng bí ẩn bay quanh ngọn núi này. Những quả cầu lửa kỳ lạ này bay với tốc độ cao lên trên đỉnh và biến mất vào bầu trời đêm. Đôi khi chúng biến mất, xuất hiện và lại biến mất. Lúc đầu mọi người nghĩ rằng đây là kết quả của nitơ bốc hơi bị đốt cháy, nhưng lý thuyết này đã bị bác bỏ. Sau đó, có người nói rằng những quả bóng là ánh sáng từ đèn pha của đầu máy xe lửa, nhưng sau khi đường sắt bị ngập và các đoàn tàu ngừng hoạt động, mọi người vẫn tiếp tục nhìn thấy những ánh sáng đó. Có những báo cáo về ánh sáng trắng, vàng, cam và xanh lam. Nhiều người chắc chắn chúng là ảo ảnh quang học. Một giáo sư vật lý đã quyết định kiểm tra tính hợp lệ của giả thuyết này. Ông đã dành nhiều năm ở khu vực này, bên cạnh ngọn núi. Hầu như ngày nào ông cũng quay phim tảng đá, và một ngày ông đã quay được những vật thể lạ này. Vào tháng 7 năm 2016, ông đã ghi lại cảnh núi Brown bằng hai máy quay từ các góc khác nhau. Và cả hai đều quay được một quả cầu lửa đang bay. Nếu đó là ảo ảnh quang học hoặc ánh sáng chói trên ống kính, thì một trong hai máy quay sẽ không thể chụp được hiện tượng này. Điều này chứng minh rằng những quả cầu lửa là có thật, nhưng bản chất của chúng vẫn chưa được biết. Một trong những người đàn ông khẳng định đã chạm vào quả bóng bay khi nó đang bay trên đường cao tốc. Người đàn ông này nói rằng anh ta cảm thấy một luồng điện. Hiện nay nơi này thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Những người hâm mộ các hiện tượng kỳ lạ và không thể giải thích đều thích đến đây. Ngọn núi này trông khá đáng sợ và vô hồn. Nó nằm trên một hòn đảo núi lửa nhỏ ở biển Tasman, Úc. Hòn đảo này được gọi là Bull's Pyramid. Dãy núi nhọn trên vùng đất này có hình tam giác và cao 550m. Nó gần gấp đôi kích thước của tháp Eiffel. Có vẻ như một nhà khoa học điên độc ác hoặc ma cà rồng sống trên đỉnh. Ở trên đảo và leo trên vách đá rất nguy hiểm vì bề mặt đá trơn trượt. Các thủy thủ đã phát hiện ra nơi này vào năm 1788. Họ nghĩ rằng hòn đảo này không có người ở và không muốn khám phá nó. Nhưng sau hơn 200 năm, mọi người vẫn muốn khám phá nó. Nơi này được coi là vô hồn trong một thời gian dài, nhưng các nhà khoa học đã tìm thấy những cư dân khác thường ở đó vào năm 2001. Họ đang leo núi và tìm thấy một bụi cây kỳ lạ ở độ cao khoảng 30 mét. Có thứ gì đó đang chuyển động bên trong nó. Các nhà khoa học đẩy các cành cây sang một bên và nhìn thấy một đàn côn trùng lớn. Tôm hùm đất hoặc xúc xích biết đi. Những con vật nhỏ này thuộc họ côn trùng que. Chúng trông giống xúc xích, mỗi con dài khoảng 15cm, có 6 chân cứng cáp và có lớp vỏ màu nâu đặc. Vào ngày hôm đó, các nhà khoa học đã nhìn thấy 27 loài côn trùng. Điều thú vị nhất là mọi người tin rằng tôm hùm đất đã tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 20. Làm thế nào chúng lại xuất hiện trên ngọn núi này? Và làm thế nào chúng có thể sống sót ở nơi xa xôi, vô hồn này? Không ai biết. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những quả bóng cricket có tuổi đời 3 tỷ năm chưa? Những quả cầu Klerksdorp được tìm thấy trong các mỏ khoáng vật Pyrophyllite ở Nam Phi đã làm chấn động thế giới khoa học. Chúng trông giống như những quả bóng cricket cổ đại, nhỏ bé với những đường nối xung quanh ở giữa. Quay trở lại những năm 80, một số người khẳng định những quả cầu này được tạo ra bởi một nền văn minh tiên tiến trước thời kỳ Hồng Thủy mà chúng ta không biết gì về nó. Một người phụ trách bảo tàng đã chia sẻ những câu chuyện về cách chúng tự quay trong tủ trưng bày. Ngoài ra, còn có một chương trình truyền hình mời một nhà ngoại cảm tuyên bố rằng những quả cầu này là những mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ cổ đại. Nhưng theo các nhà địa chất, những quả cầu này thực ra là những khối kết tụ khá phổ biến hoặc các vật thể hình cầu được hình thành từ những khoáng chất khác với đá xung quanh. Các đường giống như đường nối chỉ là dấu vết từ các lớp đá trù tích tụ theo thời gian. Các quả cầu Klerksdorp có nhiều hình dạng khác nhau, từ quả cầu dẹt đáng chú ý đến các đĩa khác biệt. Trong tập phim, khi một trong những quả cầu này tự quay, người quản lý bảo tàng Klerksdorp cũng đã làm được điều đó. Ông ấy nói rằng khi ông đặt một quả cầu lên kệ kính lúc một nhà báo đến thăm, quả cầu tự nhiên quay một chút vì nó tròn. Khu vực nơi bảo tàng tọa lạc thường xuyên xảy ra động đất do các hoạt động khai thác vàng gần đó. Dấu chân giống người cổ nhất được biết đến có thể có niên đại 6 triệu năm. Chúng được tìm thấy trên đảo Crete của Hy Lạp vào năm 2002. Nếu con số này là chính xác, điều đó có nghĩa là tổ tiên loài người thời kỳ đầu có thể đã di cư giữa châu Âu và châu Phi, sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là châu Phi không phải là cái nôi của loài người. Nó chỉ có thể chứng minh rằng tổ tiên loài người thời kỳ đầu đã di chuyển qua lại giữa các châu lục. Một số nhà nghiên cứu tin rằng dấu chân này do một sinh vật đi bằng hai chân để lại, có thể là họ hàng với tổ tiên loài người thời kỳ đầu có biệt danh là El Greco. Theo các nhà khoa học đã nghiên cứu chúng, dấu chân có hình dạng rất giống con người, với 5 ngón chân và 1 ngón chân cái song song.
Một số nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ về điều này và cho rằng dấu chân có thể là của một loài vượn châu Âu gần đây. Nghiên cứu mới đã phân tích các vi sinh vật biển hóa thạch được tìm thấy trong đá trầm tích để xác định tuổi của dấu chân và chứng minh rằng chúng thực sự có niên đại 6 triệu năm. Phát hiện tuyệt vời tiếp theo khiến các nhà khoa học thích thú là chiếc bình Dorchester. Đó là một chiếc bình kim loại được chế tác tinh xảo với một số họa tiết hình học lạ mắt được chạm nổi bằng bạc sáng bóng. Chiếc bình được phát hiện ở, ai mà ngờ được, Dorchester vào năm 1852 trong hoàn cảnh khá bất thường. Trong một vụ nổ mạnh, chiếc bình vỡ làm hai mảnh. Các nhà khoa học tin rằng ban đầu nó được nhúng trong một tảng đá hoặc tảng đá lớn, được gọi là đá pudding. Tảng đá mà chiếc bình Dorchester xuất hiện có niên đại khoảng 500 triệu năm tuổi. Vì vậy, có thể bản thân chiếc bình cũng có tuổi đời như vậy. Giả thuyết hiện tại và ít thú vị hơn cho rằng chiếc bình Dorchester là một chân nến thời Victoria. Những thứ như vậy thực sự thịnh hành vào thời đó. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tìm thấy một vật dụng gia đình lạ mắt như vậy từ thời đó. Chiếc bình Dorchester thuộc loại U-Patch hay đồ tạo tác không đúng chỗ. Đó là những đồ vật có vẻ quá tiên tiến so với thời đại mà chúng được cho là xuất hiện. Nếu chúng ta chấp nhận rằng chiếc bình này có niên đại 500 triệu năm, thì bất kỳ ai làm ra nó đều đã đi trước thời đại của họ rất nhiều về mặt thủ công và công nghệ. Một bí ẩn nữa là chiếc bình có khắc hình một loài thực vật rất có thể đã biến mất khỏi trái đất hơn 100.000 năm trước. Nghe có vẻ như là một bằng chứng tốt cho thấy chiếc bình thực sự rất cũ. Có vẻ như bản đồ lâu đời nhất ở châu Âu là một phiến đá có niên đại 4.000 năm. Phiến đá thời đại đồ đồng này được tìm thấy ở Pháp vào năm 1900 tại một nghĩa trang cổ đại. Các hình khắc trên phiến đá cho thấy mạng lưới sông Odre ở ba chiều với độ chính xác tuyệt vời khoảng 80% trên một đoạn dài 29 km. Có những bản đồ khác trên đá khác trên khắp thế giới, nhưng bản đồ này là duy nhất vì nó cho thấy một khu vực cụ thể để so sánh. Có vẻ như các hình khác trên phiến đá không chỉ lập bản đồ sông và đồi mà còn có các khu định cư, địa điểm chôn cất và hệ thống đồng ruộng. Các nhà khảo cổ học cho biết phiến đá không được sử dụng để định hướng mà là để tượng trưng cho quyền lực. Các dấu hiệu chi tiết trên phiến đá có thể dùng để minh họa cho lãnh thổ của một người cai trị địa phương, có thể là một hoàng tử hoặc vua, để thể hiện quyền kiểm soát của họ đối với lãnh thổ. Khi người cai trị mất quyền lực, phiến đá có thể đã được tái sử dụng là một phần của hầm chôn cất. Hiện vật độc đáo này được lưu giữ trong tầng hầm của một viện bảo tàng. Trong nhiều thập kỷ, không ai để ý đến nó cho đến khi một số học giả đọc các báo cáo cũ hơn về phiến đá và quyết định kiểm tra nó. Họ đã tiến hành phân tích chi tiết bằng các kỹ thuật 3D. Nghiên cứu của họ đã chứng minh rằng những người tạo ra phiến đá không chỉ khắc các đường nét vào đá mà còn sửa đổi bề mặt của nó để phản ánh địa hình của cảnh quan với độ chính xác cao. Khối lập phương Salzburg, còn được gọi là sắt Wurzel, được phát hiện vào cuối thế kỷ 19 ở Áo. Đừng để cái tên đánh lừa bạn, nó không giống một khối lập phương chút nào. Nó giống một vật tròn có hai mặt phẳng hơn, ở giữa có một rãnh và bề mặt được bao phủ bởi các hố và miệng hố. Về ngoài độc đáo này là lý do tại sao nhiều người nghĩ rằng nó có thể là thứ gì đó ngoài thế giới này. Các công nhân vô tình tìm thấy hiện vật này khi họ thổi bay một mẩu than. Người ta cho rằng mạch than mà nó xuất phát có niên đại hơn 60 triệu năm. Khối Salzburg di chuyển giữa các viện bảo tàng, biến mất một cách bí ẩn vào đầu thế kỷ 20, rồi lại xuất hiện trở lại. Một giáo sư từ Đại học Bonn cho rằng nó có thể là từ một thiên thạch, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng nào về các nguyên tố mà bạn thường thấy trong thiên thạch như coban hoặc nickel. Sau đó, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng nó phải là một vật thể do con người tạo ra, có thể là một chân nến thời Victoria. Không ai biết câu chuyện thực sự về khối hoặc vị trí hiện tại của nó. Vâng, nó lại biến mất. Bạn đã nghe về bản in Meister chưa? Đó là một bản in hóa thạch của Zepp được phát hiện vào năm 1968 và nó đã gây ra rất nhiều sự tò mò. Có một con bọ ba thủy bên trong bản in, được cho là đã tuyệt chủng trong khoảng 500 triệu năm trước khi con người xuất hiện. Nhưng nhiều nhà sử học cho rằng độ tuổi này là một sự cường điệu. Khi Meister tìm thấy hóa thạch, nó đã được xác thực. Nhưng nhà khoa học đã làm điều đó, đã không xác nhận đó là dấu chân Zepp của con người. Ông chỉ đồng ý rằng có một con bọ ba thủy ở đó. Khi một nhà khoa học khác đến thăm địa điểm này, ông đã tìm thấy một dấu chân dài 15cm mà ông tin là từ một đôi giày mocassin của trẻ em. Nhưng đôi giày này có vẻ như là mới. Vậy liệu nó có thể là bằng chứng về du hành thời gian? Bằng chứng cho thấy con người đã tồn tại hơn hàng triệu năm so với chúng ta nghĩ. Một dấu hiệu cho thấy có người khác đã đến thăm trái đất thời kỳ đầu. Hay đó chỉ là một khối đá trông giống như dấu chân Zepp? Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Quay trở lại tháng 6 năm 1936, một cặp đôi đang đi bộ dọc theo Red Creek ở London, Texas, thì họ tình cờ tìm ra một thứ gì đó bất thường.
Đó là một mảnh gỗ nhô ra khỏi thứ có vẻ là một khối đá cổ đại. Khoảng 10 năm sau, cậu con trai tò mò của họ quyết định đập vỡ tảng đá để xem bên trong có gì. Và anh ta nhìn thấy một chiếc búa, trông có vẻ hiện đại một cách đáng ngạc nhiên. Sau đó, một người đam mê phát hiện độc đáo đã quyết định rằng tảng đá bao bọc chiếc búa là từ thời kỳ phấn trắng. Điều này có nghĩa là ai đó đã đánh rơi một chiếc búa thế kỷ thứ 19, trong khi những loài khủng long như Triceratops vẫn đang lang thang trên trái đất. Vì vậy, nếu chiếc búa này thực sự là từ kỷ phấn trắng, thì toàn bộ lý thuyết tiến hóa sẽ sai. Và nếu chiếc búa là hiện đại, điều đó có nghĩa là khối đá kỷ phấn trắng mà nó bắt nguồn từ đó trẻ hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Nhưng câu trả lời thực sự lại đơn giản hơn nhiều. Chiếc búa thực sự là từ thời hiện đại và các quá trình địa chất đã bao bọc nó trong đá. Khoáng chất có thể đông cứng xung quanh một vật thể trong thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, chiếc búa có thể đã bị một người thợ mỏ đánh rơi cách đây khoảng một thế kỷ và sau đó khối đá hình thành xung quanh nó. Và không, nó cũng không phải là chân nến thời Victoria. Tháng 2 năm 1961, ba người đam mê đá đầy mạo hiểm lên đường tìm kiếm tinh hốc gần Olancha, California. Họ mang một trong những tinh hốc được phát hiện của mình về nhà và nghiên cứu vì nó trông khá khác thường. Họ đã cắt được xuyên qua tinh hốc và phát hiện ra một thứ đầy bất ngờ bên trong. Thay vì hình thành khoáng chất thông thường, nó có một vật thể hình trụ giống như đồ sứ bên trong. Có một trục kim loại ở trung tâm của nó và xung quanh đó là một vỏ bọc hình lục giác làm bằng đồng và một số chất không xác định. Những người phát hiện ra nó hy vọng họ đã tìm thấy một ví dụ về công nghệ chưa được biết đến từ 500.000 năm trước. Đó có thể là bằng chứng cho thấy có một nền văn minh cổ đại siêu tiên tiến như Atlantis hoặc việc du hành thời gian là có thật. Chẳng lẽ ai đó đến từ tương lai vô tình đánh rơi món đồ này? Hoặc có thể một số sinh vật thông minh ngoài trái đất đã mang theo nó khi đến thăm trái đất? Nếu bất kỳ lý thuyết nào trong số này là đúng, điều đó có nghĩa là các nhà khoa học phải viết lại hoàn toàn lịch sử loài người mà chúng ta vẫn biết. Nhưng không phải ai cũng hào hứng và những người tìm kiếm sự thật cũng như giới khảo cổ học đã cố gắng giải thích bí ẩn về cái gọi là hiện vật Coso cho đến cuối những năm 1990 bằng các lý thuyết và tranh luận. Sau đó, một nhóm người hoài nghi đã chụp ảnh và chụp x-quang món đồ này và đưa chúng cho những người sưu tập bougie đánh lửa. Họ xác định được hiện vật này là một bougie đánh lửa với các thành phần kim loại bị ăn mòn từ những năm 1920 chứ không phải công nghệ cổ xưa nào cả. Gần 20 năm sau, một trong những người đồng phát hiện ra món đục đã đồng ý mang nó đi kiểm tra tại Đại học Washington. Họ chính thức xác nhận rằng đó là bougie đánh lửa Champion từ những năm 1920 và nền đá chứa hiện vật không phải là tinh hốc mà là khối kết tụ. Chúng có thể hình thành do các quá trình tự nhiên trong nhiều thập kỷ hoặc nhiều năm chứ không phải hàng thiên niên kỷ. Hiện vật Coso là một ví dụ điển hình về hiện vật không đúng chỗ, vốn là một hiện tượng trong khảo cổ học giả. Đó là món đồ được tìm thấy ở một nơi hoặc một thời điểm không hợp lý. Những hiện vật này dường như quá tiên tiến so với khoảng thời gian mà chúng được tìm thấy. Chúng cũng có thể có nghĩa là hoạt động của con người đã tồn tại khi con người đáng lẽ còn chưa xuất hiện. Bin Bada là một ví dụ khác về hiện vật như vậy. Nó được một nhà khảo cổ người Đức tìm thấy vào những năm 1930 và gồm một chiếc bình bằng đất sét, một ống trụ bằng đồng và một thanh sắt xuyên qua nút đẩy của chiếc bình. Phần trên của nó đã bị vỡ ra, có lẽ đã được bịt kín bằng nhựa đường. Người phát hiện ra nó nhận thấy rằng nó có hai kim loại khác nhau và có thể là chất điện phân, là thành phần chính của pin. Không có tài liệu cổ nào ủng hộ lý thuyết này, nhưng khi các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm và đổ đầy dung dịch ion như giấm hoặc rượu vào nó, kết quả cho thấy nó có thể dẫn điện. Nếu thứ này thực sự là một cục pin từ 2.000 năm trước, nó có thể đã được sử dụng trong các phương pháp y học cổ xưa hoặc thậm chí được gắn vào các bức tượng để khiến chúng trông như đang chuyển động để gây ấn tượng với mọi người. Koenig, người đã tìm ra nó, tin rằng nó được sử dụng để mạ điện, vốn là một quá trình phủ lên kim loại. Ngay cả khi được sử dụng làm pin, hiện vật Bada chỉ có thể tạo ra một năng lượng nhỏ, khoảng 1 vôn điện. Vì vậy, một số người tin rằng nó được sử dụng làm nơi lưu trữ các cuộn giấy thiêng liêng. Trở lại những năm 1930, một cặp vợ chồng tình cờ gặp phải điều gì đó kỳ lạ khi đi học Red Creek ở London, Texas. Đó là một mảnh gỗ nhô ra khỏi thứ trông giống như một tảng đá cổ.
Khoảng một thập kỷ sau, con trai của họ, người thực sự tò mò muốn tìm ra bí mật của nó, đã quyết định mở tảng đá và tìm thấy một chiếc búa hiện đại đến bất ngờ bên trong. Phát hiện này đã thu hút sự chú ý của Karl Bohr, một người theo đuổi lý thuyết thần tạo, người cho rằng lớp đá bao quanh chiếc búa có niên đại từ kỷ phấn trắng. Ông coi đó là bằng chứng chống lại thuyết tiến hóa. Sau một số cuộc điều tra, các nhà khoa học đã chứng minh rằng tảng đá này không hề cổ xưa như người ta tưởng. Theo thời gian, các quá trình địa chất đã tạo nên lớp bọc chiếc búa hiện đại. Vì vậy, đó không phải là bằng chứng cho thấy có người cùng tồn tại với những loài khủng long như Flintstone như một số người vẫn hy vọng. Đó chỉ là trường hợp một người thợ mỏ đánh rơi chiếc búa của mình cách đây nhiều thế kỷ và thiên nhiên đã làm điều đó. Một nhà khảo cổ học Trung Quốc được cho là đã tình cờ phát hiện ra một số hang động có vẻ như được dùng làm nơi chôn cất những sinh vật nhỏ có đầu hình bầu dục to. Bên cạnh những tàn tích này, còn có tác phẩm nghệ thuật trên đá mô tả các nhân vật đội mũ bảo hiểm tròn, mặt trời, mặt trăng, trái đất và các ngôi sao được kết nối bằng các nhóm chấm có kích thước bằng hạt đậu. Họ cũng tìm thấy hơn 700 chiếc đĩa đá bí ẩn được khắc các rãnh xoắn ốc. Mọi chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn khi những chiếc đĩa này được gửi đến một giáo sư Trung Quốc, người khẳng định các rãnh thực chất là những ký tự được viết. Theo bản dịch của ông, những chiếc đĩa kể câu chuyện về những du khách dropper đến từ hành tinh khác đã đâm tàu vũ trụ của họ xuống trái đất khoảng 12.000 năm trước và đã cố gắng sống giữa chúng ta cho đến khi bị người dân địa phương săn lùng. Nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy những điều này đã thực sự xảy ra. Câu chuyện được xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1960 trong một vài bài báo, nhưng tất cả đều có vẻ hơi mơ hồ. Không ai trong số những người liên quan, nhà khảo cổ học, giáo sư hay thậm chí trường đại học mà họ được cho là đang làm việc dường như để lại bất kỳ dấu vết nào trong hồ sơ. Và mặc dù có một nhóm ở Tây Tạng tên là Dropka, nhưng họ hoàn toàn là con người, không phải du khách ngoài trái đất. Và không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy những viên đá Dropka tồn tại. Ở một vùng xa xôi của Trung Quốc, có một số hình dạng ống kỳ lạ, được gọi là ống Beacon. Một nhà thám hiểm địa phương đã tìm thấy chúng vào năm 1996, nhô ra từ núi Beacon và dọc theo bờ hồ Thorson gần đó. Một số người cho rằng chúng là tác phẩm của những vị khách cổ xưa đến từ hành tinh khác. Khi các mẫu vật liệu ống được kiểm tra, chúng chứa hầu hết các khoáng chất thông thường, nhưng có tới 8% vật liệu bí ẩn chưa được biết đến. Thử nghiệm đặc biệt cho thấy những đường ống này đã có trước con người. Các nhà địa chất Trung Quốc sau đó đã đến thăm địa điểm này và cho rằng những đường ống này được hình thành một cách tự nhiên theo thời gian. Đó có thể là trầm tích tích tụ trong các vết nứt trên trái đất hoặc thậm chí là rễ cây hóa thạch từ quá khứ tươi tốt của khu vực, nhưng điều đó không chắc chắn. Có một cái đầu bằng đất nung bí ẩn ở Mexico với cái tên khó phát âm, được phát hiện vào những năm 1930 trong một cuộc khai quật. Chiếc đầu này trông rất giống những bức tượng La Mã lạ mắt nên không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở Mexico. Vì lý do nào đó, người phát hiện đã giữ bí mật trong nhiều thập kỷ. Phần đầu được tìm thấy trong một kim tự tháp 3 tầng cách thành phố Mexico khoảng 64 km, cùng với vàng, đồng và đồ gốm. Một số người cho rằng nếu cái đầu này thực sự đã có từ nhiều thế kỷ trước thì điều đó có thể có nghĩa là người La Mã hoặc một số nền văn minh khác đã đến Trung Mỹ trước cả Columbus. Ngoài ra, còn có giả thuyết về hành trình trôi dạt đề cập đến một vụ đắm tàu, sau đó một số hiện vật và những người sống sót đã đưa nó vào bờ. Một số người cho rằng bức tượng đầu này là một món quà lưu niệm nhỏ do người Viking mang đến, nhưng không có bằng chứng khảo cổ học chắc chắn nào về việc người Viking gặp gỡ người dân ở Trung Mỹ. Có một số hiện vật trôi nổi xung quanh, nhưng không có hiện vật nào được coi là bằng chứng không thể phủ nhận về mối liên hệ thời tiền Colombia. Vì vậy, bí ẩn về việc làm thế nào mà chiếc đầu này lại có mặt ở địa điểm đó vẫn chưa được giải đáp. Trong khi đào rãnh dọc theo một con sông ở Romania, các công dân đã tìm thấy một cái nêm. Ngày nay nổi tiếng là nêm nhôm của Achut hay vật thể của Achut. Ngay bên cạnh nó có vài chiếc xương voi răng máu. Những họ hàng xa của voi đã sống cách đây 11.000 năm, nên cái nêm có lẽ cũng cùng tuổi. Điều thú vị là nó được làm bằng nhôm, một loại kim loại thậm chí còn chưa được phát hiện cho đến tận thế kỷ 18. Vật liệu này đòi hỏi nhiệt độ cao để sản xuất. Cái nêm cũng được bao phủ bởi một lớp oxit dày đã tồn tại ở đó hàng trăm năm. Một số người tin rằng chiếc nêm này chắc chắn đã hạ cánh xuống đây trên một con tàu vũ trụ đến từ hành tinh khác.
một số nhà khoa học cho rằng tất cả chỉ là trò lừa bịp, và những người khác cho rằng nó có thể là một vật thể do con người tạo ra với mục đích không xác định. Có hẳn một cộng đồng sinh vật nhỏ bé khác thường sống trong các đầm phá ở Patagonia, và chúng là một trong những dạng sống đầu tiên từ trước đến nay. Không ai biết về chúng cho đến khi hai nhà khoa học Brian và Maria đi khám phá một số khu vực nhất định ở Patagonia. Patagonia chiếm gần một nửa diện tích Argentina và có rất ít người sống ở đó. Chỉ có một số nông dân và người chăn nuôi cừu chủ yếu sống gần sông và trồng những thứ như táo, lê và cỏ linh lăng. Cách đây rất lâu, đây là một nơi hoang dã và xa xôi, nơi các bộ lạc da đỏ sinh sống. Nhưng lần này, chúng ta sẽ lần theo dấu vết của các dạng sống đã xuất hiện rất lâu trước con người và xem xét kỹ hơn những vi sinh vật thú vị mà Brian và Maria đã tìm thấy. Hai người đó đã phải lái xe suốt 9 tiếng đồng hồ trên những con đường gồ ghề để đến được đích. Họ ở trong một ngôi làng nhỏ, chỉ có 35 người sống ở đó. Những người này chỉ dựa vào một con suối vì ở đó hầu như không bao giờ mưa. Vào đêm cuối cùng ở làng, Brian nhận ra rằng những bức ảnh vệ tinh anh chụp cho thấy một loạt đầm phá chỉ cách đó 16 km. Ngày hôm sau, một nhóm nhỏ nhảy lên một chiếc ô tô và đi hết con đường có thể cho đến khi việc lái xe trở nên quá khó khăn. Họ tiếp tục đi bộ trên quãng đường còn lại. Thật khó khăn vì họ phải gánh nước để chống chọi với cái nắng gay gắt. Ở một số nơi, cuối cùng họ bị ngập đến đầu gối trong bùn lầy muối. Trên đó có 12 đầm nước trong vắt. Bản thân nơi này cũng không có nhiều thứ ngoại trừ nước có tính axit và mặn cao cùng ánh nắng gay gắt trực tiếp. Nhưng mọi người giống như được du hành ngược thời gian vì những điều kiện ở đó giống với trái đất cách đây rất nhiều năm. Khi Brian kiểm tra các đầm phá, anh rất ngạc nhiên khi thấy ở đó có nhiều vi sinh vật bất thường. Chúng ta gọi chúng là Stromatolite và chúng nhỏ đến mức chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy chúng nếu không có kính hiển vi. Nhưng chúng kết nối với nhau và tạo thành những cộng đồng lớn. Trong quá khứ, nhiều loài khác thường sống theo cách này, ví dụ như vi khuẩn lam. Vào thời đó, chúng rất quan trọng vì chúng tạo ra oxy. Trái đất, trong giai đoạn đầu hình thành, không có nhiều loại khí này trong bầu khí quyển. Các stromatolite đầu tiên có thể được hình thành bởi nhiều loại vi khuẩn không nhất thiết tạo ra oxy mà chỉ sống cuộc sống yên bình ở đó. Chúng tạo thành từng lớp xếp chồng lên nhau để ít nhất một số trong chúng có thể nhận được một chút ánh sáng mặt trời. Chúng sử dụng cát và chất lỏng dính để bám vào nhau. Brian cũng vô cùng ngạc nhiên vì đó là những khối stromatolite sống lớn nhất mà anh từng thấy. Chúng thường cao tới hơn 1 mét, nhưng những cá thể mới được tìm thấy rộng 5 mét và cao vài mét, to hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tìm thấy được ở nơi khác. Và những cái hóa thạch thậm chí còn lớn hơn. Cách đây rất lâu, chúng có thể phát triển lớn hơn ngày nay vì không có nhiều loài khác có thể ăn hoặc làm hại chúng. Ngoài ra, ngày nay có rất nhiều sinh vật khác có thể phát triển nhanh hơn, to hơn chúng và chiếm không gian của chúng. Đó là lý do tại sao Stromatolite chỉ có thể tồn tại ở những nơi hiếm hoi mà hầu như không có thứ gì khác có thể sinh sống như ở những đầm phá rất mặn này, nằm ở độ cao trên mực nước biển ở Puna de Atacama. Các Stromatolite được tìm thấy ở đó là những loại nổi tiếng nhất vì chúng có thể là một trong những ví dụ điển hình nhất về sự sống sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng chúng thực sự không phải là dạng sống đầu tiên trên trái đất. Hóa thạch lâu đời nhất của chúng có độ tuổi 3,5 tỷ năm, trong khi một số bằng chứng khác mà chúng ta có cho chúng ta biết rằng sự sống trên hành tinh của chúng ta xuất hiện khoảng 4,1 tỷ năm trước. Có lẽ một số Stromatolite cũng đã sống vào thời đó. Nhưng trái đất đã thay đổi rất nhiều kể từ đó và những nơi chúng có thể sống đã không còn tồn tại. Tất cả những điều này thoạt nhìn có vẻ không nhiều vì chưa ai tìm thấy một con quái vật kỳ lạ mà thế giới chúng ta chưa từng thấy trước đây. Nhưng đây là những ví dụ đáng chú ý về việc tìm kiếm sự sống ở một nơi nào khác trong vũ trụ có thể trông như thế nào. Các nhà khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu sao hỏa thường đến nơi này vì nó có thể giống với hành tinh đỏ cách đây rất lâu. Nếu có hóa thạch ẩn trong những tảng đá cổ trên sao hỏa, chúng có thể trông giống như những khối đá Stromatolite này. Một vùng đất xa xôi khác đã tiết lộ một số bí mật, đó là Nam Cực với một thế giới đã mất cổ xưa được tìm thấy dưới lớp băng của nó. Nam Cực không phải lúc nào cũng là vùng đất băng giá, biệt lập với những tảng băng tuyết.
trước đây nó từng là một phần của siêu lục địa Gondwana, cùng với khu vực ngày nay là Nam Mỹ, Châu Phi, Úc, bán đảo Ả Rập và tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng đến một lúc nào đó, nó tách ra và phát triển độc lập. Nó hình thành khi các khối đất khác bắt đầu di chuyển ra xa, tạo nên đường bờ biển của nó. Nhưng Nam Cực vào thời điểm đó cũng khác biệt về nhiều mặt. Nơi đây từng là vùng đất được bao phủ bởi những cánh rừng tuyệt đẹp và những dòng sông tràn đầy sức sống. Các nhà khoa học đã sử dụng radar và vệ tinh để khám phá một thế giới bí ẩn ẩn dưới lớp băng ở đó. Vùng đất cổ kính nằm sát Ấn Độ Dương này có diện tích lớn bằng bang Maryland của Mỹ hay nước Bỉ. Nó đã hơn 14 triệu năm tuổi. Một số nghiên cứu cho biết khu vực này được hình thành cách đây hơn 34 triệu năm trước khi Nam Cực rơi vào tình trạng đóng băng sâu. Lúc đầu, nhiệt độ ở đó cao hơn, có thể giống như thời tiết ở Patagonia hoặc những khu rừng mưa ôn đới lạnh giá ở Tasmania, New Zealand, hoặc thậm chí có thể còn nhiệt đới hơn thế. Nhưng khi khí hậu trở nên mát mẻ hơn, những dòng sông băng nhỏ bắt đầu hình thành trên những ngọn đồi gần sông. Thung lũng chìm sâu hơn vì băng bao phủ chúng. Và sau đó, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn bao giờ hết và một lớp băng khổng lồ bao phủ toàn bộ lục địa, che giấu những dòng sông băng cũ. Những con sông đã hình thành nên thế giới đã mất này từ lâu, rất lâu trước khi nó bị bao phủ bởi lớp băng dày gần 3,2 km ở một số nơi. Các nghiên cứu khoa học về khu vực này cho thấy những cảnh quan đó toàn là cao nguyên và núi non. Lớp băng hình thành trên Nam Cực khiến toàn bộ khu vực rất lạnh, nên cảnh quan không thể bị xói mòn nữa. Điều đó có nghĩa là mọi thứ về cơ bản vẫn giữ nguyên và không bị ảnh hưởng dưới lớp băng trong hàng triệu triệu năm. Điều thú vị là chúng ta biết ít về vùng đất ẩn dưới lớp băng này hơn là về bề mặt sao Hỏa. Một cách để khám phá thêm là khoan qua những tảng băng này để kiểm tra các mẫu trầm tích bên dưới. Chúng có thể cho chúng ta biết thêm về hệ động thực vật cổ xưa bị đóng băng bên dưới. Đây không phải là một phương pháp mới. Một phương pháp tương tự đã được sử dụng để thu thập các mẫu vật 2 triệu năm tuổi ở Greenland. Úc cũng có thế giới bí mật của mình. Các sinh vật cổ đại được tìm thấy ẩn trong những tảng đá ở phía bắc lục địa có niên đại khoảng 1,6 tỷ năm tuổi. Những vật thể cực nhỏ này là một phần của một gia đình được gọi là sinh vật nhân chuẩn. Các thành viên của họ này tồn tại ngày nay bao gồm thực vật, nấm, động vật và thậm chí cả những sinh vật nhỏ bé chỉ có một tế bào, chẳng hạn như amíp. Tất cả các sinh vật sống có nhân trong tế bào, bao gồm cả chúng ta, đều có thể truy tìm cây phả hệ của chúng ta từ một trong những thành viên lâu đời nhất của gia đình này. Tổ tiên đó được gọi là tổ tiên chung cuối cùng của sinh vật nhân chuẩn, và chúng đã sống cách đây hơn 1,2 tỷ năm. Những sinh vật cổ xưa đó phức tạp hơn và lớn hơn vi khuẩn. Có lẽ chúng là loài săn mồi đầu tiên trên trái đất săn lùng vi khuẩn. Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa thực hiện một khám phá phi thường gần Cairo. Nổi trống lên nào! Xác ướp cổ xưa nhất và hoàn thiện nhất chưa từng được phát hiện tại đây. Phải, họ đã giữ bí mật về nó. Ha! Xác ướp 4.300 năm tuổi được tìm thấy trong một nhóm ngôi mộ gần kim tự tháp bậc thang của Djoser, có niên đại từ vương quốc cổ Ai Cập. Nó được bao phủ bởi nhiều lớp vàng. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một số ngôi mộ khác, trong đó có một ngôi mộ thuộc về một quan chức Ai Cập cổ đại và một ngôi mộ khác thuộc về một người giữ bí mật, người có quyền thực hiện các nghi lễ đặc biệt. Một ngôi mộ thú vị khác là của một nhà văn, nơi có những bức tượng lớn nhất từng được tìm thấy trong khu vực. Khu chôn cất rộng lớn này cũng là nơi có hơn chục kim tự tháp và nơi an nghỉ. Có lẽ một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới là của Hatshepsut, bà cai trị Ai Cập một cách đáng ngưỡng mộ trong khoảng 20 năm, xây dựng đủ loại tòa nhà ấn tượng và tạo ra các tuyến đường thương mại mới. Nhưng khi nhà khảo cổ học Howard Carter tìm thấy ngôi mộ của bà ở thung lũng các vị vua, quan tài của bà trống rỗng. Tuy nhiên, Carter đã tìm thấy hai chiếc quan tài trong ngôi mộ khác, một chiếc thuộc về vú nuôi của Hatshepsut và chiếc còn lại của một người phụ nữ không rõ danh tính. Năm 2006, một nhóm chuyên gia quyết định điều tra xem người phụ nữ bí ẩn đó có phải là nữ hoàng hay không. Họ tìm thấy một chiếc răng hàm trong chiếc hộp gỗ có tên của Hatshepsut trên đó, và khi họ so sánh nó với một khoảng trống trong miệng xác ướp thì đó là một sự trùng khớp hoàn hảo. Memphis Đệ Nhị là một nhà cai trị khá ấn tượng, nhưng chính xác ướp của ông cuối cùng mới là người làm nên lịch sử.
chúng ta không biết quá nhiều về cha của ông ấy. Được rồi, tôi sẽ dừng lại. Ramesses được coi là pharaoh quyền lực nhất ở Ai Cập khi ông trị vì trong 6 thập kỷ. Ông cũng sống đến hơn 90 tuổi, điều đó thật tuyệt vời khi xét đến thời kỳ ông ấy sống. Ramesses đệ nhị được cho là cũng có hơn 100 người con, đó là một gia đình lớn. Khi ông qua đời, thi thể của ông ban đầu được chôn cất tại thung lũng các vị vua, nhưng một số kẻ lén lút đã cố gắng cướp đi tất cả kho báu trong lăng mộ của ông. Tuy nhiên, các quan chức thời đó không chấp nhận như vậy nên họ đã chuyển thi thể của ông đến một địa điểm bí mật để giữ an toàn. Tua nhanh đến những năm 1800, xác ướp của Ramesses đệ nhị được phát hiện cùng với một loạt nhà cai trị và quan chức quan trọng khác, nhưng nó không ở trong tình trạng tốt nhất nên các nhà khảo cổ đã đưa nó tới Paris để nâng niu. Vấn đề là ông không thể được chuyển đến một quốc gia khác. Giải pháp duy nhất hiện có là cấp cho Ramesses đệ nhị hộ chiếu của chính mình. Nghề nghiệp của ông được liệt kê là vua và giấy tờ tùy thân, thậm chí còn có cả ảnh của ông. Bạn biết đấy, hầu hết các xác ướp được biết đến là có làn da quắt queo, nhưng trường hợp của một phụ nữ châu Á hay còn gọi là Lady Di đã chứng minh điều ngược lại. Không, không phải là công nương Diana. Người phụ nữ giàu có từ thời cổ đại này được phát hiện trong một ngôi mộ được trang trí công phu vào năm 1971 và bà trông thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể nói như vậy về một xác ướp. Nhờ những điều kiện đặc biệt trong ngôi mộ của bà, như độ ẩm trong môi trường và thiếu oxy, thi thể của bà gần như được bảo quản hoàn hảo. Làn da của bà mềm mại, mái tóc của bà vẫn còn thẳng và bà vẫn còn dẻo dai. Bảo tàng hiện đang tự hào trưng bày xác ướp của bà cũng trưng bày rất nhiều đồ vật lạ mắt được chôn cùng bà như đồ ăn và nhạc cụ. Các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu xác ướp sâu hơn và phát hiện ra rằng bà đã qua đời vì một cơn đau tim ở độ tuổi 50. Mặc dù đã không còn tồn tại trong hơn 2.000 năm, phu nhân Di vẫn rất ấn tượng. Xác ướp của Ötzi, người băng, được phát hiện ở dãy Alps vào năm 1991. Ban đầu, chính quyền Áo nghĩ rằng ông là một nhà leo núi hiện đại vì ông được bảo quản rất tốt. Hóa ra, ông ta thực sự đến từ thời kỳ đồ đồng. Ông ta được tìm thấy ở một ngọn núi cao hơn 3.048m so với mực nước biển. Thông qua việc nghiên cứu xác ướp của ông ấy, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc sống ở châu Âu thời kỳ đồ đồng. Ví dụ, chúng ta biết rằng ông ta là người gốc Trung Âu và thích ăn thịt. Ông cũng bị viêm khớp, hẹp động mạch và những vấn đề về đường ruột. Nhưng có thể ông đã sử dụng châm cứu và dược liệu để điều trị những tình trạng này. Và rõ ràng ông ấy khá thành thạo với các công cụ. Ông ấy đã mài giũa chúng chỉ vài ngày trước khi qua đời. Ai biết được liệu ông ta đang gặp rắc rối hay chỉ đang chuẩn bị cho một số công việc thường ngày. Vua Tut và câu chuyện của ông rất có thể là câu chuyện khiến tất cả các xác ướp trở nên nổi tiếng. Vị pharaoh này đã qua đời ở tuổi 19 cách đây hơn 3.000 năm, nhưng xác ướp của ông vẫn là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Khi lăng mộ của ông được mở vào năm 1922, mọi người phát cuồng vì nó vẫn còn nguyên, không giống như nhiều lăng mộ hoàng gia khác. Nó có một quan tài lấp lánh ánh vàng, trong đó có một quan tài làm bằng vàng, nguyên khối. Ngôi mộ của Tut không chỉ cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về lịch sử Ai Cập cổ đại, mà xác ướp của ông còn dạy chúng ta rất nhiều điều về thời gian ông sống. Phân tích DNA giúp xác định cha mẹ ông và tiết lộ rằng pharaoh mắc chứng rối loạn xương hiếm gặp, có thể khiến việc đi lại trở nên khó khăn một chút. Ginger rất có thể là một trong những xác ướp tuyệt vời nhất mà bạn từng nghe nói đến. Ông ấy giống như một người du hành thời gian từ 5.000 năm trước, người vẫn trông như bay, với mái tóc vàng và móng được bảo quản hoàn hảo. Ginger được phát hiện ở Ai Cập và được cho là xác ướp được biết đến sớm nhất. Trước khi con người biết đến việc ướp xác, người ta thường đặt thi thể trong những ngôi mộ nông trên cát khô và nóng. Và vì cát hút hết nước nên vi khuẩn không thể sinh sản và thi thể được bảo quản một cách tự nhiên. Hiện nay các nhà khoa học không chắc việc bảo quản Ginger có chủ ý hay không. Nhưng vì ông được chôn cùng với một số bình gốm nên có khả năng người chôn ông đã biết một số kỹ thuật bảo quản nghiêm túc. Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Ginger, ông ấy hiện đang thư giãn tại Bảo tàng Anh. Một nhà sưu tầm nghệ thuật người Hà Lan đã mua một bức tượng từ châu Á và phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bức tượng chứa một xác ướp ẩn bên trong. Thật không may, thi thể quá mỏng manh để di chuyển nên họ phải để nó ở đó. Điều thú vị nhất là xác ướp này đã hơn 1.000 năm tuổi và được trưng bày trong 200 năm trước khi được bọc trong bức tượng. Khi các nhà khoa học chụp CT, họ phát hiện ra rằng xác ướp chứa đầy những mảnh giấy vụn có chữ viết.
Các chuyên gia nghĩ rằng anh ta có thể đã thực hiện điều gọi là tự ướp xác. Đây là một quá trình khá căng thẳng, bao gồm một chế độ ăn kiêng và trà đặc biệt giúp cơ thể bạn ít bị nhiễm vi khuẩn hơn. Chỉ một số ít người có thể thực hiện được nghi lễ này, và những người thực hiện được điều đó đều được tôn trọng một cách nghiêm túc. Không có nữ hoàng Ai Cập nào khác có thể khiến các nhà khoa học và sử học bối rối như Nefertiti. Dựa trên những bức tượng của mình, bà được biết đến với chiếc cổ thon, đôi mắt to và gò má cao. Tên của bà ấy có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp đã đến, nói về việc sống đúng với cái tên của mình hả? Mặc dù bản thân bà không phải là pharaoh, Nefertiti vẫn cố gắng để lại ấn tượng lâu dài. Các ghi chép cho thấy với tư cách là một người vợ và hoàng hậu, bà giữ một vai trò có ảnh hưởng vô cùng lớn. Vì quyền lực của mình, bà ấy thực sự được ngưỡng mộ, nhưng bà ấy cũng đã có khá nhiều kẻ thù trong suốt cuộc đời mình. Bà ấy cũng có quan hệ họ hàng với vua Tut, nhưng không phải về mặt sinh học. Đúng hơn, bà là mẹ kế của ông. Cho đến nay, người dân địa phương vẫn chưa xác định được xác ướp của bà, nhưng điều đó có thể sớm thay đổi. Một nhà Ai Cập học địa phương đang bận rộn khai quật những ngôi mộ ở thung lũng các vị vua đã tìm thấy hai xác ướp mà ông tin rằng có thể là Nefertiti và con gái của bà. Theo các chuyên gia, có thể chúng ta sẽ sớm có được câu trả lời dứt khoát về danh tính của hai xác ướp này. Và nếu một trong số họ thực sự là Nefertiti, chúng ta có thể sẽ rất may mắn. Phân tích DNA và quét CT của xác ướp có thể cho chúng ta hình ảnh đầy đủ và chính xác nhất về nữ hoàng mà chúng ta từng thấy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng chúng ta chỉ mới khám phá được bề mặt của những gì nằm dưới Ai Cập ngày nay. Nefertiti cai trị trong thời kỳ Ai Cập quyền lực và thịnh vượng, nhưng không may qua đời trong thời kỳ xã hội hỗn loạn, dẫn đến khu mộ của bà bị thất lạc. Xác ướp giờ ở nơi nào? Bạn đã bao giờ nghe về ngôi sao kim cương có thể khiến mọi tài sản trên trái đất trở thành vô nghĩa chưa? Hay những ngôi sao lung linh với bề mặt bằng sắt cứng? Vậy hãy cùng tìm hiểu về những ngôi sao kỳ lạ ấy và thử giải mã bí ẩn của chúng nhé! Chòm sao Centaurus có ngôi sao với tên gọi Lucy in the Sky with Diamonds. Vâng, nó được đặt tên theo một bài hát của Beatles. Người ta phát hiện ra rằng ở tâm ngôi sao này là một viên kim cương khổng lồ. Chắc bạn đang thắc mắc rằng nó to đến nhường nào nhỉ? Nó được ước tính là khoảng 10 tỷ 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 carat, đó là con số bao gồm 1 số 1 và 34 số 0 theo sau. Để so sánh thì viên kim cương Hy vọng, một trong những viên kim cương lớn nhất trên trái đất, chỉ nặng 45,5 carat. Bạn có thể tưởng tượng được kích thước của chiếc nhẫn dùng để đính viên kim cương này lên không? Nó còn có khối lượng tương đương mặt trời của chúng ta. Nhưng đừng mơ mộng về khả năng sở hữu viên kim cương này. Dù cho bạn là Jeff Bezos thì bạn cũng không thể mua được nó. Theo Ronald Winston, CEO đến từ tập đoàn Harry Winston, thì viên kim cương này lớn đến mức có thể làm giá trị của thị trường sụt giảm. Vậy nên, bạn phải chấp nhận một chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn thế nhiều. Còn một điều thú vị nữa về ngôi sao Lucy in the Sky with Diamonds, đó là nó cực kỳ đặc. Trên thực tế, nó có khối lượng của mặt trời, nhưng lại gói gọn trong một vật thể có đường kính bằng 1/3 trái đất. Điều này giống như nhét một con voi vào hộp giày vậy. Tuy nhiên, dù có kích thước khổng lồ, nhưng nó lại khá lạnh, với nhiệt độ lõi chỉ khoảng 6.648 độ C. Còn nhiệt độ tại lõi của mặt trời là 14.999.982 độ C. Kể từ khi phát hiện ra Lucy in the Sky with Diamonds, người ta cũng tìm thấy một số ngôi sao tinh thể khác, vài ngôi sao có lõi kim cương với kích thước bằng trái đất. Điều này chỉ ra rằng vũ trụ chứa đầy những bất ngờ và bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy loại kho báu gì tại khoảng không rộng lớn ấy. Và đến nay, nó không phải là ngôi sao kỳ lạ duy nhất mà chúng ta đã tìm được. Không gian có rất nhiều thứ lạ lùng và khó giải thích. Ví dụ như Vega. Vega còn được gọi là Alpha Lyrae. Đây là một ngôi sao sáng nằm trong chòm Lyra. Nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm và dễ quan sát bằng mắt thường từ phần lớn các khu vực trên thế giới. Nhìn chung, Vega giống như một ngôi sao sáng
xinh đẹp đối với cư dân tại bán cầu Bắc. Nhưng chúng ta không hề biết rằng nó đang ẩn giấu một bí mật. Thực ra, nó đang bị nén lại. Bạn có thể thấy tốc độ quay cực nhanh của Vega khiến nó phồng ra tại xích đạo, giống như một cái bụng bia vậy. Nó quay hết một vòng trong khoảng 12,5 giờ, khá nhanh đối với một ngôi sao, và nó ném vật chất đi xung quanh eo của nó. Nó giống như đang lắc vòng vậy. Vật chất cách xa lõi của ngôi sao hơn, do đó nó ít bị trọng lực tác động. Vì vậy nó lạnh và tối tăm, dẫn tới hiệu ứng trọng lực tối. Vì vậy về cơ bản, Vega là cơn ác mộng của những chuyên gia thể dục ngoài vũ trụ. Mặc dù với dân mê ngắm sao thì nó trông vẫn tròn vì chúng ta đang nhìn từ cực của trái đất. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc khác, chúng ta sẽ thấy một quang cảnh rất khác. Nó sẽ khiến chúng ta thắc mắc rằng liệu Vega có đang lén ăn bánh donut vũ trụ không? Dù chúng ta hay đùa về vòng eo to bự ở xích đạo của Vega thì cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một trong những ngôi sao sáng và thú vị nhất trong dải ngân hà. Nhưng nếu bạn thích tìm hiểu về một thứ còn sáng hơn nữa thì cùng ngó qua siêu tân tinh nhé! Siêu tân tinh là những vụ nổ vũ trụ khổng lồ xảy ra khi các ngôi sao sắp tàn đời. Nó giống như màn pháo hoa cuối cùng trong một buổi trình diễn nhưng có quy mô vũ trụ. Trong vài giây, chúng phóng ra nhiều năng lượng hơn số năng lượng mà mặt trời của chúng ta tạo ra cả đời. Và đó chính là điều đã xảy ra với ngôi sao tiếp theo của chúng ta. Thiên thể này có một tên gọi kỳ quặc là IPFT-14HLS. Nhưng còn một điều lạ lùng nữa. Đây không phải một siêu tân tinh bình thường. Dù ngôi sao này nổ tung vào năm 2014 và đã bắt đầu phai mờ như các ngôi sao khác, nhưng gần đây, nó trở lại và phát sáng một lần nữa. Đúng là ấn tượng. Và nếu điều đó chưa đủ, thì nghe này. Vật thể ấy đã mờ đi và sáng lên ít nhất 5 lần, giống như một con yo-yo vậy. Cứ như thể ngôi sao ấy không thể quyết định được liệu nó muốn sáng luôn hay là nhạt nhòa theo màn đêm. Ngoài ra, khi các nhà khoa học đo phổ của siêu tân tinh này, họ phát hiện ra rằng nó phát triển chậm hơn các ngôi sao khác 10 lần. Có lẽ siêu tân tinh ấy đang tận hưởng những năm tháng vàng son của mình. Nói chung thì vật thể này đúng là một bí ẩn. Nhưng nó không phải là ngôi sao duy nhất mắc chứng 2 trong 1. Ban đầu, Mai Camelopardalis trông giống một ngôi sao bình thường. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học kết luận rằng nó là một hệ gồm hai ngôi sao. Hai thiên thể này đang quay quanh nhau với tốc độ hơn 965.606 km/h. Đó là một hệ sao đôi liên kết hay những ngôi sao nằm gần nhau đến mức dùng chung một lớp vỏ. Nói cách khác, chúng ở gần đến nỗi có thể hôn nhau đấy. Cặp Romeo và Juliet này là một trong những hệ sao đôi có khối lượng lớn nhất từng được biết đến. Mỗi ngôi sao nặng từ 32 đến 38 trọng lượng mặt trời. Các nhà thiên văn cũng nghĩ rằng chúng sắp sáp nhập, nghĩa là đến một ngày, chúng sẽ kết hợp lại thành một siêu sao khổng lồ. Wow, ai ngờ vũ trụ lại lãng mạn đến thế cơ chứ? Tiếp theo, tôi xin giới thiệu một cái tên dài dòng nữa, HD140283, hay sao Methuselah. Ngôi sao nhỏ trong chòm sao Libra này đã tồn tại trong một thời gian dài. Nói chính xác hơn thì đó là một khoảng thời gian cực dài. Trước đây, các nhà khoa học nghĩ rằng nó tồn tại trước cả vũ trụ. Hãy tưởng tượng nếu điều đó là sự thật nào. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng nó tồn tại khoảng 14,8 tỷ năm, cùng thời với vũ trụ của chúng ta. Nhưng nghe vẫn rất ấn tượng nhỉ? Ngôi sao này già đến nỗi nó có thể nhớ ra thuở vũ trụ còn thơ. Tuy vậy, cuộc sống của ngôi sao này vẫn còn đó. Nó đang bắt đầu nở ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Ngôi sao này già gân thật đấy. Và trong khi những kiến thức trên khá là dễ hiểu, thì tại sao các nhà khoa học lại đặt cho một ngôi sao nọ cái tên sao cái gì vậy nhỉ? Tôi không đùa đâu, trước đây nó được gọi như thế đấy. Còn bây giờ nó có tên là sao Tabby. Nó còn có một cái tên khoa học hơn nhưng hơi dài dòng.
Điều kỳ lạ về ngôi sao này đó là khả năng mờ đi bất thường của nó. Nó không tỏa sáng như một ngôi sao bình thường, mà nhấp nháy như ai đó bật tắt đèn pin vậy. Nó không mờ đi một chút, mà tối hơn tận 22%. Vì vậy, chắc hẳn ánh sáng từ ngôi sao này không bị một hành tinh hay thiên thể nào khác chặn lại. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết cho hành vi kỳ lạ này. Từ sao chổi đến bụi vũ trụ và cả một cấu trúc siêu vật liệu ngoài trái đất. Đúng vậy. Nhưng trước khi trí tưởng tượng của bạn bay nhảy quá xa, thì hãy lưu ý rằng giải thích có lý nhất hiện tại chỉ là những đám bụi. Có lẽ ngôi sao này bị bao quanh bởi một loại đám mây bụi và đôi khi chúng ta không nhìn thấy ngôi sao nọ rõ ràng vì đám mây này. Tuy vậy, lời giải thích này vẫn chưa được xác nhận 100% và sao Tebby vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn đó là dù nó hơi kỳ lạ, nhưng vì vậy nó mới trở nên hấp dẫn. Vậy đấy, cả nhà ạ. Chúng ta vẫn luôn sững sờ vì sự đa dạng và kỳ lạ của vũ trụ. Nơi đây có rất nhiều thứ để khám phá. Vậy nên hãy tiếp tục tìm tòi và tiếp tục sững sờ vì những kỳ quan của vũ trụ nhé. Bạn có biết NASA không chỉ khám phá các ngôi sao, hành tinh, thiên hà hay lỗ đen không? Thật khó tin, nhưng cơ quan này cũng có những khám phá ngay trên trái đất, hành tinh quê hương của chúng ta đấy. Vậy, NASA gần đây đã khám phá ra điều gì? Có sự sống dưới băng không? Trong khi phân tích dữ liệu gần đây, họ đã phát hiện ra một thứ khó tin dưới lớp băng của Nam Cực. Khám phá này không chỉ thay đổi những gì chúng ta biết về hệ thống nước của trái đất, mà còn giúp ích cho việc nghiên cứu về sự sống trong không gian. Sự tồn tại của loài người có thể phụ thuộc vào sự hiểu biết về Nam Cực và những bí mật của nó. Và những khám phá gần đây tiết lộ thông tin quan trọng về sự sống của chúng ta. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy xem bạn biết bao nhiêu về nơi này, nơi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy băng đá nhé. Nam Cực là một trong 7 lục địa của thế giới, nằm ở Nam Bán Cầu. Đây là lục địa lớn thứ 5 về tổng diện tích, và như vậy có nghĩa là nó gần gấp đôi nước Úc. Bạn muốn xem thiên thạch thật không? Hãy đến Nam Cực. Do khí hậu khô, Nam Cực là một trong những nơi tốt nhất để quan sát không gian. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là bạn có thể tìm thấy thiên thạch trên bề mặt trắng xóa của lục địa này. Các nhà khoa học đã lấy được khoảng 45.000 thiên thạch ra khỏi băng, và họ nghĩ họ có thể nhìn thấy 300.000 thiên thạch nữa. Vì ở đó không có nhiều đá trên mặt đất, nên rất dễ phát hiện ra thiên thạch nhờ màu sắc tối của chúng. Môi trường hoang mạc khô hạn ở Nam Cực cũng giúp bảo tồn các thiên thạch này, ngay cả những thiên thạch đã rơi xuống trái đất từ hơn 1 triệu năm trước. Và bạn có thể tưởng tượng được ở Nam Cực có hoạt động núi lửa không? Hơi khó nhỉ, nhưng đây là nơi lửa gặp băng. Tây Nam Cực là nơi có nhiều hoạt động núi lửa nhất. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra chỉ riêng ở Tây Nam Cực đã có 138 ngọn núi lửa. Ồ, bạn nghĩ Nam Cực luôn lạnh giá, nhưng không, các vùng ven có thể lên đến mức 10 độ C. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi Nam Cực sẽ thế nào nếu không có băng chưa? Bây giờ có thể không tưởng tượng được, nhưng nơi này không phải lúc nào cũng có băng bao phủ. Tuy nhiên, đó là 34 triệu năm trước rồi, vì vậy không ai có thể nói bề mặt lục địa này sẽ như thế nào nếu không có băng. Nhưng NASA đã thay đổi điều đó. Họ đã đưa ra các mô phỏng máy tính và vẽ ra bản đồ chính xác nhất về nơi này ngày nay. Những gì họ thấy thật khó tin. Nam Cực không bằng phẳng như vẽ bề ngoài, nó khá gập ghềnh với những thung lũng, đồng bằng trập trùng và những ngọn núi cao. Nhưng mọi thứ lại khác xa với những gì họ đã phát hiện ra dưới lớp băng ở Nam Cực. Vậy đó là gì? Nổi trống lên nào! NASA đã tìm thấy 2 hồ nước mới dưới mặt băng. Và điều thú vị hơn nữa là họ đã nhìn thấy những hồ nước này từ không gian. Sao có thể? Nếu câu trả lời của bạn là vệ tinh công nghệ cao, thì đúng rồi đấy. Năm 2003, NASA đã phóng một vệ tinh có tên là ICESat. Nó đo sự cân bằng khối lượng của băng, chiều cao của đám mây và sâu khí. Vệ tinh này cũng giúp vẽ ra bản đồ không có băng của Nam Cực. Năm 2010, cơ quan vũ trụ châu Âu đã phóng vệ tinh thứ hai,
Creosat-2. Nó được dùng để theo dõi những thay đổi về độ dày của băng. Sau đó, vào năm 2018, NASA đã phóng chiếc thứ ba là ICESat-2, tiếp nối ICESat. Nó đo độ cao của tảng băng và độ dày của băng trên biển. Đây là thiết bị laser quan sát trái đất tiên tiến nhất của NASA. Nó cũng giúp cung cấp dữ liệu chính xác nhất nữa. Và khi kết hợp với dữ liệu từ các vệ tinh khác, có thể thấy hai hồ nước mới kia nằm gần hai hồ nước lớn hơn. Nhưng làm thế nào mà lúc đầu lại có những hồ nước này? Độ dày trung bình của hầu hết các tảng băng ở Nam Cực là khoảng 1,9 km. Tuy nhiên, có thể dày hơn 3 km ở một số nơi, nhất là vào mùa đông. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng không có gì ở dưới đó. Nhưng khoa học nói khác à nha. Gần như không thể nhìn thấy băng bằng mắt thường, nhưng băng của Nam Cực đang chảy từ từ và liên tục theo các hướng khác nhau do áp lực và trọng lượng của chúng gây ra. Nhưng trong nhiều năm, các nhà khoa học không thể tìm ra cách nước di chuyển. Điều này bắt đầu thay đổi vào năm 2007 khi dữ liệu thu thập từ ICESat cung cấp thông tin về những gì ẩn bên dưới bề mặt. Lần đầu tiên, họ phát hiện ra cả một mạng lưới các hồ nước do băng tan kết nối dưới các dòng băng chảy xiết của Nam Cực, và có hàng trăm mạng lưới như vậy. Nhà băng học Helen Amanda Fricker của Viện Hải dương học Scripps đã phát hiện ra rằng những thay đổi độ cao mà ICESat đo được là do động lực của các hồ nước này. Chúng không giữ nước do băng tan một cách ổn định, thay vào đó, chúng đổ và xả nước liên tục qua một hệ thống đường thủy. Và lúc đó, lớp băng ở trên nâng lên và rơi xuống. Nhưng các hồ này xả nước ra đâu vậy? Đại dương, tất nhiên rồi, và xả rất nhiều là đằng khác. Một nghiên cứu gần đây mà Fricker cùng tham gia đã phát hiện ra rằng lượng nước mà một hồ xả vào đại dương lên tới 750 tỷ lít chỉ trong 3 ngày. Vô số bí ẩn về cách hoạt động của thiên nhiên vẫn đang chờ được giải đáp. Nhưng việc tìm thấy hai hồ nước mới sẽ giúp các nhà khoa học có bức tranh rõ hơn về tốc độ thay đổi của băng ở Nam Cực khi khí hậu ấm lên, cũng như ảnh hưởng của việc này đến dòng hải lưu toàn cầu và sự dâng lên của mực nước biển. Chu kỳ đổ và xả nước của các hồ cũng khiến băng bị rạn nứt. Thông tin họ tìm thấy từ những hồ mới này cũng sẽ giúp hiểu rõ hơn về những thiệt hại trên bề mặt băng. Họ cũng sẽ có thể đánh giá hệ thống đổ và xả nước này ảnh hưởng đến tốc độ băng trượt vào biển và đại dương như thế nào. Và như vậy có nghĩa là họ có thể đánh giá việc nước ngọt được thêm vào thay đổi hệ sinh thái biển ra sao. Khám phá này cũng có thể gợi ý liệu có sự sống dưới lớp băng hay không. Các nhà khoa học đã khoan xuống khoảng 1.068 mét băng và phát hiện ra rằng các mẫu nước lấy từ một trong các hồ nước có khoảng 10.000 tế bào vi khuẩn trên mỗi ml. Số lượng vi khuẩn nhiều như vậy là một dấu hiệu tốt, bởi vì như vậy có nghĩa là các vùng nước băng giá cũng có thể hỗ trợ các dạng sống cao hơn, ví dụ như động vật nhỏ, và một trong những hồ nước mới này thậm chí có thể là nhà của chúng. Nhưng điều thú vị nhất là các hồ mới có thể giúp họ biết liệu có sự sống trên các hành tinh khác hay không. Các nhà khoa học tin rằng bất kỳ sự sống nào bên dưới bề mặt băng của sao Hỏa có lẽ cũng sẽ tuân theo các hình thức được thấy trong các hồ ở Nam Cực. Vì vậy, có khả năng họ sẽ tìm thấy thông tin mới quan trọng về kiểu sự sống có thể đã tồn tại trên hành tinh đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không muốn ở đó trong mùa đông đâu. Nhiệt độ thấp nhất trên trái đất mà bạn có thể gặp là âm 89 độ C. Vào năm 2010, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn, ở mức âm 93 độ C. Và bạn có thể cảm thấy cái lạnh tồi tệ hơn nhiều do gió mạnh và khô. Bạn có biết rằng kích thước của bề mặt băng ở Nam Cực cũng thay đổi trong năm không? Nó rộng khoảng 3 triệu km vuông vào mùa hè, nhưng vào mùa đông, nó mở rộng lên tới 19 triệu km vuông. Tuy nhiên, dù có thay đổi hay không, thì nó vẫn là tảng băng lớn nhất trên trái đất. Xin lỗi, Bắc Cực người thua rồi. Bạn có biết những chú chim cánh cụt nhỏ xinh này không? Hãy xem chúng là dân địa phương, vì không có cư dân bản địa nào khác ở Nam Cực cả. Đó là vùng đất không của riêng ai, vì không quốc gia nào có chủ quyền của nơi này cả. Nhưng bạn có biết
ai thực sự sở hữu nó không? Năm loài chim cánh cụt, hải cẩu và cả voi sát thủ đấy. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của lục địa này, bạn có thể đến thăm với tư cách là một khách du lịch đi câu cá và nghiên cứu. Có khoảng 5.000 người sống ở Nam Cực vào mùa hè tại các trạm nghiên cứu, nhưng khi mùa đông đến, con số hiển nhiên giảm xuống còn 1.000. Lớp băng của Nam Cực chiếm 70% trữ lượng nước ngọt trên thế giới. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nó tan chảy nhé. Mực nước biển toàn cầu sẽ nâng lên gần 60 mét đấy. Hãy tưởng tượng đến việc khám phá một thành phố cổ đại mà không cần phải rời xa sự tiện nghi tại nhà của bạn nào. Vào năm 1963, một người đàn ông tại tỉnh Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được điều đó. Lúc ấy anh ta đang tu sửa ngôi nhà của mình. Anh phá bỏ một bức tường dưới hầm và tìm thấy một căn phòng bí ẩn. Anh tiếp tục đào và nhìn thấy một con đường hầm. Thành phố ngầm Derinkuyu được tìm thấy như thế. Derinkuyu là một trong những khu định cư ngầm đa tầng sâu nhất tại Cappadocia cũng như toàn bộ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Kiệt tác này có 8 tầng. Các cư dân sống tại đây có thể đi vào các kho chứa, khu vực lưu trữ, nhà thờ, trường học, phòng học và nhiều công trình khác. Các tầng được kết nối với nhau thông qua một mạng lưới đường hầm rộng lớn. Người ta tin rằng thành phố ngầm này được xây dựng để làm nơi trú ẩn. Bạn không thể nhìn thấy công trình từ bên ngoài. Độ sâu của nó là khoảng 85 mét. Khu phức hợp này đủ lớn để cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 20.000 người cùng gia súc và thực phẩm. Nơi đây còn có một giếng thông gió cao 54 mét. Người ta dùng nó vừa để thông gió, vừa để lấy nước. Cái giếng cung cấp nước cho cả người dân sống trên mặt đất và cư dân dưới thành phố ngầm. Điều thú vị đó là những người sống ở tầng dưới có thể cắt nguồn nước của dân tầng trên và mặt đất. Nguyên nhân là để giữ cho nước không bị đầu độc. Nơi đây được thiết kế để bảo vệ người dân. Các đường hầm có thể bị chặn lại từ bên trong bằng những cánh cửa đá lăn hình tròn khổng lồ. Các lối đi cực kỳ hẹp. Kẻ xâm lược tiềm tàng phải đi từng người mới vào được đường hầm. Có vẻ như họ đã nghĩ ra mọi phương án từ tận thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ tin rằng người Phrygia là những người đầu tiên tạo ra các tầng. Sau đó, công trình này được sử dụng và cải tiến vào thời La Mã. Đó là lúc các nhà thờ được cất nên. Tuy nhiên, Derinkuyu thịnh vượng nhất vào thời kỳ đế chế Byzantine. Nhưng làm thế nào mà những người này có thể xây dựng các đường hầm như vậy? Loại đá mà họ đào để làm các tầng không phải là đá thông thường. Nó là magma mềm. Loại đá này xuất hiện do một quá trình địa chất bắt đầu hàng triệu năm trước. Các trận phun trào núi lửa đã phủ kín khu vực này bằng lớp tro bụi dày. Sau đó, nó đã trở thành loại đá mềm kể trên. Các phần mềm hơn bị xói mòn do gió và nước nên chỉ còn phần vật chất cứng cáp. Điều thú vị đó là ống khói cổ tích cũng cấu tạo từ đá magma mềm có hình dạng phức tạp. Nhưng chúng hoàn toàn tự nhiên và không bị con người can thiệp. Tôi vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lần này điểm đến sẽ là Kanakale. Đây là nơi mà huyền thoại trở thành sự thật. Trong suốt 3.000 năm trời, người ta tin rằng sử thi Iliad của Homer là chuyện hư cấu và thành Troy chưa bao giờ tồn tại. Vào năm 1863, mọi thứ thay đổi. Một người nước ngoài có tên Frank Calvert đã phát hiện ra các di tích cổ ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tin chắc rằng chúng thuộc về thành phố Troy cổ đại. Heinrich Schliemann đã khảo sát khu vực này vào năm 1868. Đó là lúc thành Troy lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau hàng thế kỷ. Troy có nhiều lớp phức tạp. Sau nhiều năm, đã có 9 thành phố cổ được xây đè lên nhau. Các nhà sử học cho biết nơi đây nằm ngay giữa châu Âu và châu Á, vậy nên nó đã trở thành một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh. Vị trí chiến lược này khiến Troy trở nên hấp dẫn trong suốt chiều dài lịch sử. Sau cuộc xung đột Troy, thành phố bị bỏ hoang trong giai đoạn từ năm 1100 đến năm 700 trước công nguyên.
người Hy Lạp khám phá ra khu vực này và nó được Alexander Đại Đế cai trị. Sau đó Troy bị người La Mã xâm chiếm. Nhân tiện thì điều đầu tiên mà bạn sẽ nhìn thấy khi đến thăm nơi đây là bản sao của con ngựa thành Troy đến từ một bộ phim được quay vào năm 2004. Điểm tiếp theo là Lothal. Vào thập niên 1950, Lothal và một số trang trại tại Harappa đã được phát hiện ở Ấn Độ. Những vùng đất mới này đã mở rộng ranh giới của nền văn minh lưu vực sông Ấn. Lothal là một phần quan trọng của nền văn minh Harappa. Nó có những cánh đồng bông và lúa lớn. Ngoài ra, nó còn có một nhà máy sản xuất hạt cườm. Những hạt cườm tại đây được làm từ các loại đá bán quý, ví dụ như thạch anh. Nhiều hạt cườm sau đó được tìm thấy ở Mesopotamia. Điều này chứng tỏ Lothal là một cảng biển thương mại phồn thịnh. Các nhà khảo cổ tin rằng thành phố này nằm trên một tuyến đường giao thương cổ xưa. Dấu vết của nông nghiệp đã có, dấu vết thương mại đã có, còn gì nữa nhỉ? Dấu vết của các công trình nhà ở, đường phố, đá lát, nhà tắm và hệ thống thoát nước. Họ quy hoạch rất xuất sắc và đây cũng là một ví dụ của việc đô thị hóa thời cổ xưa. Thị trấn được xây dựng kiên cố và nơi đây cũng có những ngôi nhà hiện đại. Một số căn sở hữu tận 6 phòng cùng phòng tắm, một khoảng sân rộng và cả mái hiên. Lothal là nơi có bến cảng cổ nhất thế giới. Nó nối thành phố với sông Sabarmati và tuyến đường thương mại. Thành phố cổ Maya Calakmul nằm ở Nam Mexico, bên trong khu rừng nhiệt đới Tierras Bajas. Từ năm 500 đến 800 sau công nguyên, Calakmul đã là nơi sinh sống của hơn 50.000 người. Nơi đây có quảng trường trung tâm được bao quanh bởi các quận ngoại ô. Và nếu chúng ta đếm cả cư dân của những khu vực ngoại ô lẫn người sống ở trung tâm, thì Calakmul có dân số hơn 1,5 triệu người. Thành phố này có người sinh sống trong vòng 12 thế kỷ. Người ta tin rằng nơi đây có nhiều công trình hơn bất kỳ khu vực Maya đã được khai quật nào khác trong khu vực. Sau năm 1000 sau công nguyên, nền văn minh Maya bắt đầu sa sút. Thành phố từng là trung tâm của Mesoamerica này gần như bị bỏ hoang hoàn toàn. Nó nằm ở trung tâm rừng nhiệt đới lớn thứ hai ở châu Mỹ. Người ta đã bảo tồn địa điểm này rất tốt. Vì vậy, nếu đến thăm nơi đây, bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống vào thời kỳ Maya cổ đại trông như thế nào. Di tích của thành phố bao gồm những khu kiến trúc phức tạp, các tác phẩm điêu khắc, hệ thống phòng thủ, các mỏ đá, dấu tích của hệ thống quản lý nước, ruộng bậc thang, những đền thờ kim tự tháp khổng lồ và các cung điện. Đó là chưa kể đến các loại trang sức và những vật phẩm đi kèm khác. Điều này chứng tỏ các xã hội phức tạp do nhà nước quản lý đã xuất hiện tại khu rừng nhiệt đới này. Người Maya miêu tả thiên nhiên qua tranh vẽ, gốm sứ, điêu khắc, các nghi lễ và cả thức ăn của họ. Bây giờ tôi sẽ đến một nơi mà người ta tưởng rằng chưa từng tồn tại. Sonis Heraklion xuất hiện chỉ trên một số bản khắc và văn kiện cổ. Nhưng hóa ra nó đã đợi hàng nghìn năm trời để được khám phá. Các nhà khoa học đã tìm kiếm gần hết bờ biển Ai Cập. Và sau đó, nhà khảo cổ Frank Godio và nhóm của ông phát hiện ra một khuôn mặt khổng lồ đang nhìn họ từ dưới nước. Thành phố cổ Heraklion được phát hiện đã bị nhấn chìm hoàn toàn cách bờ biển Alexandria 6,4 km. Tàn tích của thành phố bị thất lạc có 64 con tàu, 700 mỏ neo và một kho báu chứa đầy tiền vàng. Các nhà khảo cổ cho rằng tượng đài cao 4,8 mét và tàn tích đền thờ là những phát hiện quan trọng nhất được khám phá bởi cuộc thám hiểm này. Vào thời điểm đó, thành phố tổ chức các nghi thức và lễ kỷ niệm tại đền Amun. Tàn tích và đồ đạc tại đây được làm từ đá granite và diorite. Vì vậy, chúng vẫn nguyên vẹn dù bị ngập trong nước hàng thế kỷ. Chúng đã mang đến cho chúng ta cái nhìn sơ lược về cuộc sống cách đây 2.300 năm trước tại một trong những hải cảng thương mại quan trọng nhất của thế giới. Thành phố này sở hữu một mạng lưới kênh đào. Nó giống như sông Venice của người Ai Cập cổ đại vậy. Các kênh đào nối nhiều cảng và điểm neo tách biệt. Tháp, đền thờ, nhà cửa và các cấu trúc khác cũng được nối với nhau bằng những cây cầu.
Thonis Herakleion là cảng chính của đất nước đối với ngành thương mại quốc tế và việc thu thuế. Không ai biết tại sao thành phố này lại chìm xuống nước, nhưng các nhà khảo cổ cho rằng nguyên nhân là do thiên nhiên. Vào cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có lẽ Herakleion đã chìm trong nước vì một trận lũ lụt. Sau đó, Alexandria, thành phố được thành lập bởi Alexander Đại Đế, đã trở nên thịnh vượng hơn cả Herakleion. Trước khi Alexandria nổi tiếng, Herakleion từng là bến cảng chính để nhập cảnh vào Ai Cập. Vì vậy, sau thảm họa, nhiều con tàu chuyển hướng từ Herakleion sang Alexandria. Herakleion đã mất đi hào quang cho đến khi được khám phá lại vào năm 1933. Mesa Verde là một công viên quốc gia nằm tại Colorado, Hoa Kỳ. Công viên này là khu bảo tồn khảo cổ lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 5.000 di chỉ, bao gồm 600 ngôi nhà dựng trên vách đá. Mesa Verde có nghĩa là cái bàn xanh lá trong tiếng Tây Ban Nha. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng của các ngọn núi trong khu vực. Chúng có đỉnh bằng phẳng và các mặt dốc. Công viên là một khu vực khảo cổ của Ancestral Puebloan. Từ khoảng năm 7.500 trước công nguyên, một nhóm các bộ lạc Anh điên du mục cổ đại đã bắt đầu sống tại Mesa Verde theo mùa. Những người này săn bắn, hái lượm và làm đồng. Họ đã xây dựng những làng thổ dân đầu tiên trong khu vực. Đến cuối thế kỷ 12, người Mesa Verde bắt đầu xây dựng những ngôi nhà khổng lồ trên vách đá. Nó đang là cấu trúc nổi tiếng nhất trong công viên. Các nhà khoa học đang tìm kiếm một phần đất đã mất tích hơn 100 triệu năm. Đây không hẳn là tin tức mới vì mọi người luôn tìm kiếm thông tin về lịch sử hành tinh của chúng ta. Bạn có thể nghĩ đó có thể là hòn đảo nhỏ bé nằm đâu đó giữa đại dương. Chà, bạn đã nhầm rồi vì lục địa này từng rộng bằng toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong một thời gian dài, các nhà địa chất đã tự hỏi liệu một phần lớn diện tích nước Úc hiện đại có biến mất vào hư không hay không. Một số người tin rằng nó chỉ đơn giản là ẩn náu đâu đó dưới đáy đại dương. Nhưng nhờ có một số chuyên gia Hà Lan và 7 năm điều tra, giờ chúng ta đã biết rằng có những phần đất bị mất này nằm đâu đó bên dưới những khu rừng tươi tốt ở Đông Nam Á. Các lục địa mà chúng ta thấy trong các cuốn sổ tay địa lý ngày nay giống như những mảnh ghép rời rạc. Thậm chí còn có một thử nghiệm thú vị mà bạn có thể tự mình tiến hành để kiểm chứng. Hãy tìm bản đồ thế giới trực tuyến và in nó ra, cắt rời tất cả các lục địa và sắp xếp ghép chúng lại với nhau. Bạn sẽ thấy tất cả chúng đều khớp với nhau. Có lẽ điều nổi bật nhất bạn sẽ thấy là Nam Mỹ hoàn toàn khớp với châu Phi như thế nào. Nếu bạn dồn toàn bộ đại dương được hình thành trong 200 triệu năm qua lại, các lục địa sẽ trông như thế, chúng tạo thành một chữ C khổng lồ. Và chữ C đó là cái mà các nhà khoa học gọi là siêu lục địa Pangaea. Nó đang trôi giữa một đại dương tên là Panthalassa, và phần bên trong của chữ C đó có một vùng nước nhỏ hơn gọi là đại dương Thetis. Chính trong đại dương nhỏ bé này mọi thứ trở nên thú vị. Quay trở lại thời kỳ kỷ Jura, lục địa đã biến mất này mà các nhà khoa học bắt đầu gọi là Argolan đã biến mất và để lại một hố ở Australia, ngày nay được gọi là đồng bằng Abisa Argo. Các nhà địa chất ban đầu tin rằng tất cả điều này là do một quá trình được gọi là hút chìm. Đó là khi một mảnh vỏ trái đất lặn xuống bên dưới lớp vỏ khác và tự biến thành lớp vỏ của hành tinh. Thông thường, các chuyên gia có thể theo dõi sự biến mất của lục địa này thông qua việc thu thập dữ liệu. Chẳng hạn, đó là cách họ phát hiện ra rằng Ấn Độ đã xô vào châu Á và mang lại cho chúng ta dãy núi Himalaya hùng vĩ. Nhưng đối với Argolan, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Những mảnh ghép nhỏ xuất hiện ở những nơi như Myanmar và Indonesia, nhưng chúng hoạt động giống như những di tích du hành thời gian này. Trông cổ xưa hơn rất nhiều so với thời điểm Argolan được cho là đã tách khỏi Australia. Điều này ngay lập tức đặt ra câu hỏi, nếu một lục địa có thể hành xử kỳ lạ như vậy, thì có bao nhiêu lục địa khác cũng làm như vậy? Rất may, các nhà khoa học hiện đã tổng hợp toàn bộ dòng thời gian của Argolan và tìm ra bí ẩn của nó.
lục địa này không bị chìm hoặc bị nuốt chửng. Nó chỉ đơn giản biến thành một archipelago vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn, được gọi là tiểu lục địa, và trôi ra khỏi Australia. Những lục địa nhỏ này sau đó đã trải qua một cuộc hành trình ngắn trước khi dừng chân ở các khu rừng rậm ở Đông Nam Á. Khám phá này phù hợp với toàn bộ các thắc mắc về Tonga. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các lục địa tách ra và hình thành, tất cả chỉ trong một khám phá. Tiết lộ những bí mật về đa dạng sinh học và khí hậu từ xa xưa. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm bí mật về lịch sử, nền văn minh hoặc các đồ vật ngẫu nhiên hàng ngày, hãy nhớ thích video này và đăng ký kênh nhé! Ví dụ như bí ẩn đằng sau dòng loài vô hình này ở Indonesia, nó được gọi là đường ranh giới Wallace, được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Anh Alfred Russel Wallace. Hơn 150 năm trước, Wallace đang thực hiện hành trình vòng quanh quần đảo Mã Lai, ghé thăm hàng nghìn hòn đảo. Điều ông phát hiện là những động vật ở một bên của ranh giới vô hình này khác biệt đáng kể so với những động vật ở phía bên kia. Chẳng hạn như ranh giới vô hình này giống như một bức tường giữa thú có túi và hổ, hay thú ăn mật và thú ăn thịt. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng khoảng 35 triệu năm trước, Úc đã tách khỏi Nam Cực và va chạm với châu Á. Và mối quan hệ giữa ba lục địa này đã gây ra những thay đổi đáng kể. Nó không chỉ thay đổi diện mạo của vùng đất mà còn gây náo loạn các loài động vật ở mỗi bên của đường ranh giới Wallace. Thời gian gần đây, một số chuyên gia đã công bố một nghiên cứu cho biết sự va chạm và hỗn loạn khí hậu đã khiến các loài sinh vật châu Á sinh trưởng rất thoải mái ở quần đảo Mã Lai. Trong khi đó, các loài động vật ở Úc không mấy vui vẻ với môi trường mới. Đối với một số loài, thời tiết quá nóng và ẩm ướt, còn những loài khác thì không thể chịu đựng được lối sống trên đảo nhiệt đới. Việc phát hiện ra sự dịch chuyển lục địa sang châu Á này cũng có thể giải thích một phát hiện gần đây về loài người vốn tưởng chừng như rất vô lý. Bạn thấy đấy, trong hang động ẩn giấu này ở Philippines, các nhà khảo cổ đã tình cờ tìm thấy một tổ tiên mới của loài người. Có vẻ như khoảng 50.000 năm trước, trên đảo Luzon đã có loài người cổ đại này. Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này rất quan trọng để hiểu được sự tiến hóa của loài người ở châu Á. Và nghiên cứu này đặt tên cho loài người mới này theo tên hòn đảo Homo Luzonensis. Bây giờ, đây là thời điểm mọi thứ trở nên có chút khó hiểu. Có một vấn đề nhỏ với những chiếc xương được các nhà khảo cổ tìm thấy. Chúng có sự pha trộn kỳ lạ của những đặc điểm chưa từng thấy ở bất kỳ loài vượn hình người nào khác. Răng nhỏ hơn, tương tự như răng của chúng ta, nhưng tay và chân lại giống răng của tổ tiên hình người cổ đại của chúng ta hơn. Đặc biệt, chính những chi thể cũ đó đã kết nối loài người này với lãnh thổ phía Nam đã mất từ lâu. Đó là bởi vì chúng có vẻ ngoài nguyên thủy, chẳng hạn như Australopithecus africanus chẳng hạn. Chỉ có hai loài này tồn tại cách nhau từ 2 đến 3 triệu năm về mặt thời gian và tiến hóa. Có nhiều người đã thắc mắc Homo luzonensis có thực sự là một loài mới hay không. Không phải ai cũng bị thuyết phục bởi lý thuyết này, nhưng nó cũng có thể giải thích tại sao các sinh vật sống cũng bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển liên tục của vùng đất bên dưới chúng ta. Chỉ vì chúng không thay đổi nhiều trong suốt cuộc đời của chúng ta, không có nghĩa là các lục địa của chúng ta sẽ trông như thế này mãi mãi. Chúng đã tiến hóa từ siêu lục địa rộng lớn này, và rất có thể chúng sẽ có vị trí tương tự như vậy trong tương lai. Theo đó, một nhà địa chất từ một trường đại học châu Âu đã cố gắng dự đoán tương lai của các siêu lục địa trên trái đất. Ông bắt đầu từ một trận động đất xảy ra ở Bồ Đào Nha vào năm 1755, khi các mảng kiến tạo hoạt động hơi khác so với lý thuyết thông thường. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đưa ra một lý thuyết vào năm 2016. Ông tin rằng các đường nối giữa các mảng kiến tạo này có thể bị tách ra, tạo tiền đề cho một vết nứt lớn hơn. Nó giống như khi kính nứt giữa hai lỗ trên kính chắn gió ô tô. Nếu điều này xảy ra, một đới hút chìm có thể kéo dài từ Địa Trung Hải đến tận Iceland, mang theo núi lửa, động đất và những ngọn núi mới đến những khu vực này. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng theo hướng này, Đại Tây Dương sẽ biến mất, và Thái Bình Dương cũng vậy, biến thành một vùng nước rộng lớn. Thay vì bảy lục địa mà chúng ta biết ngày nay, chúng ta sẽ có một siêu lục địa mới mà ông gọi là Aurica, vì nó sẽ có Úc và châu Mỹ ở trung tâm. Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản duy nhất có thể xảy ra. Nova Pangaea cũng có thể là một nơi khác và rất dễ đoán trước. Đại Tây Dương vẫn mở và Thái Bình Dương đóng lại, và chúng ta sẽ có Amasia. Trong trường hợp này, hãy tưởng tượng Bắc Băng Dương đóng lại
còn Đại Tây Dương và Thái Bình Dương vẫn mở. Mọi thứ đều dịch chuyển về phía Bắc xung quanh Bắc Cực, ngoại trừ Nam Cực. Một kịch bản cuối cùng được gọi là Panchia Optima. Quá trình lan rộng ở Đại Tây Dương chậm lại và một mảng hút chìm mới xuất hiện ở bờ biển phía đông trong Mỹ. Dù thế nào đi nữa, nếu tất cả các lục địa va chạm nhau trong tương lai một lần nữa, một số người cho rằng trải nghiệm sẽ không thú vị chút nào. Người ta tin rằng trong khoảng 250 triệu năm nữa, chúng ta sẽ cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một chiếc túi nhựa sũng nước ngột ngạt. Điều kỳ lạ là chiếc túi đó sẽ là nơi sinh sống tốt nhất trên trái đất, những vùng ven biển, còn các địa điểm trong đất liền sẽ nóng như sa mạc đang bốc cháy. Nhiều loài động vật mà chúng ta biết ngày nay có thể sẽ không thể sống sót. Còn đối với con người chúng ta, muốn chống chọi với cái nóng, chúng ta cần phải sáng tạo. Dù vậy, chúng ta nên biết ơn. Những mô hình kỹ thuật số này vẫn rất tuyệt vời vì chúng ta có thể sử dụng chúng để thử nghiệm mọi loại ý tưởng thú vị. Ví dụ, những siêu lục địa này sẽ gây rối loạn thủy triều như thế nào? Khi xem xét các chuyến du hành không gian trong tương lai, những mô hình này cũng có thể giúp chúng ta hiểu được khí hậu của các ngoại hành tinh, những hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu ANS Titanic khởi hành từ Anh. Nhưng đây không phải là màn hạ thủy của một con tàu bình thường. Tàu Titanic là tàu lớn nhất từng được chế tạo vào thời đó. Nó dài khoảng 270 mét, gần bằng kích thước của 3 sân bóng đá, tính từ thân tàu đến đỉnh của các ống khói. Con tàu cao khủng khiếp, tận 53 mét, bằng chiều cao của một tòa nhà 17 tầng. Titanic được mệnh danh là con tàu không thể chìm, và việc xây dựng nó cần đến công sức của 3.000 công nhân trong gần 3 năm. Nhưng chỉ 4 ngày sau chuyến ra khơi đầu tiên, vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, tàu va phải một tảng băng trôi và bị những con sóng của Đại Tây Dương nuốt chửng. Phải 2 giờ 40 phút sau, con tàu mới chìm hẳn xuống đáy. Trong số hơn 2.200 hành khách và thuyền viên, chỉ có 706 người sống sót. Xác tàu mất hút trong vòng 73 năm sau đó và che giấu nhiều bí mật dưới làn nước Đại Tây Dương lạnh giá. Nếu không có một người đàn ông nọ đã dành cả đời để khám phá biển cả, thì con tàu khổng lồ ấy có lẽ sẽ còn mất tích lâu hơn thế nữa. Người đàn ông đó là Robert Ballast. Ballast yêu thích đại dương từ thuở nhỏ. Niềm đam mê này bắt đầu khi ông mới 12 tuổi. Ông được xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hai Vàng Dặm Dưới Biển của Jules Verne vào thời điểm đó. Bộ phim này có đầy đủ các yếu tố để khơi dậy trí tưởng tượng cho những người trẻ, từ cuộc phiêu lưu và những sinh vật kỳ lạ cho đến phương tiện mạnh mẽ dưới nước có tên Nautilus. Nó có thể đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn. Kể từ giây phút đó, cuộc sống trên cạn đã không còn trong kế hoạch tương lai của Ballast nữa. Vào năm 23 tuổi, ông được bổ nhiệm vào Deep Submergence Group. Tại đây, ông đã giúp sức trong việc phát triển các kỹ thuật tìm kiếm dưới đáy đại dương. Thành tựu lớn nhất của ông là việc sáng chế Avin, một loại tàu ngầm nhỏ, dễ di chuyển, có thể chở 3 người. Nó cũng có một cánh tay cơ khí bên ngoài, được thiết kế nhằm thu thập mẫu vật dưới nước trong khi thuyền viên vẫn an toàn và khô ráo trong tàu. Tàu ngầm Avin nhanh chóng chứng tỏ được tính hữu dụng đối với nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như có lần nó được sử dụng để tìm kiếm một chiếc máy bay rơi xuống biển. Nhưng Avin cũng gặp phải nhiều sự cố. Có lần nó bị một con cá kiếm tấn công và phải nhanh chóng nổi lên mặt nước. Con cá kiếm còn mắc kẹt trong lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm nên đã trở thành món ngon vào bữa tối hôm ấy. Vào tháng 10 năm 1968, khi Avin đang được hạ thủy thì dây cáp bị đứt. Sự cố này đã khiến nó lao xuống biển cùng với 3 thuyền viên trên tàu. Do con tàu nhỏ vẫn đang mở nắp nên nước ngay lập tức làm ngập khoang và nó nhanh chóng chìm xuống biển. May thay, cả đoàn đã thoát được, nhưng Avin thì mất dạng. Thời tiết xấu đã cản trở nhiều nỗ lực tìm kiếm con tàu. Mãi một năm sau đó, con tàu mới trở lại mặt nước. Sau này, Avin đã được cải tiến, thân tàu cứng cáp hơn nhờ Titan. Vì thế, nó có thể lặn được sâu hơn và hỗ trợ cho việc khám phá đại dương hiệu quả hơn nữa. Con tàu ngầm chuyên dụng này cực kỳ hữu ích đối với phần lớn trong số hơn 100 cuộc thám hiểm của Ballast. Người đàn ông này
là một trong những cá nhân đầu tiên khám phá ra dãy núi dưới nước có tên Sóng Núi Giữa Đại Tây Dương. Và khi tìm thấy các lỗ thoát nhiệt ở Galapagos Reef vào cuối những năm 70, ông cũng đã hỗ trợ cho việc khám phá và ghi chép về quá trình hóa tổng hợp. Đây là một quá trình phức tạp, tại đó vi khuẩn sẽ sử dụng các phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Nhưng khám phá lớn nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Ballard khẳng định rằng ông không phải là fan cuồng của Titanic, nhưng rồi ông lại bị ám ảnh với việc tìm kiếm con tàu sau khi chứng kiến những nhà thám hiểm khác cố gắng rồi thất bại. Ông nói rằng, vào thời đó, Titanic giống như đỉnh Everest vậy. Nhiều người đã thử tìm nó. Những cá nhân mà tôi nghĩ là sẽ thành công và chắc chắn phải thành công lại bỏ tay. Ballast nghĩ đến việc tìm kiếm con tàu này từ tận năm 1973 và 4 năm sau, ông đã ra tay. Ông sử dụng tàu cứu hộ biển sâu Sea Probe. Đây là một tàu khoang được trang bị camera và thiết bị sonar. Nhưng rồi, ông buộc phải dừng lại khi đường ống khoang bị vỡ. Cũng tại ông chưa gặp thời thôi. Vào đầu những năm 80, một công nhân khai thác dầu ở Texas tên là Jack Grimm đã cố gắng tìm xác tàu 3 lần. Một lần nọ, Grimm đã ở ngay phía trên Titanic, nhưng thiết bị của anh không thể phát hiện ra nó. Đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Ballard kiên nhẫn chờ đợi. Ông ấy cần một kế hoạch và cả những sự trợ giúp nữa. Vấn đề đầu tiên là lặn xuống đáy Đại Tây Dương. Mức sâu nhất ông đã từng tới trước đó là 6.100m. Chuyến đi này kéo dài 3 giờ đồng hồ. Đấy là còn chưa kể chiều về. Ballard biết mình có thể sử dụng Avin. Tại thời điểm này, nó đã được nâng cấp bằng vỏ Titan và có thể chống chịu sức ép của đại dương. Nhưng ông cũng cần thứ gì đó không bắt buộc mình phải xuống đáy biển cùng. Lý tưởng nhất sẽ là một tàu ngầm điều khiển từ xa, không người lái. Nhưng trước tiên, ông phải chế tạo ra nó đã. Ông đã liên hệ với chính quyền và hy vọng rằng họ sẽ hỗ trợ kinh phí cho dự án của mình. Dẫu không quan tâm đến Titanic cho lắm, nhưng những người cầm quyền vẫn sẵn lòng giúp đỡ Ballard. Tuy vậy, có một điều kiện. Trước tiên, Ballard phải tập trung vào tìm kiếm hai tàu ngầm Treasure và Scorpion đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương vào thập niên 60. Các nhà chức trách hy vọng rằng họ có thể nghiên cứu chúng để biết được lý do tại sao hai chiếc tàu ngầm này lại chìm. Họ cũng muốn tìm hiểu xem liệu họ có thể trục vớt chúng hay để chúng lại đáy biển sẽ an toàn hơn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, Ballard mới được tự do dùng khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng để tìm kiếm tàu Titanic. Do không có ai khác tài trợ nên Ballard đành nhận lời. Thế là ông bắt tay vào việc. Đầu tiên, ông chế tạo ra hai thiết bị mới. Argo là một cái xe trượt dạng kéo, không người lái và được trang bị camera. Nó được thiết kế để chụp ảnh và quay phim nhờ một loạt những chiếc camera gắn trên đó. Argo có thể hoạt động ở độ sâu lên tới 6.100m và cũng có thể khám phá gần 98% đáy đại dương. Argo sẽ được buộc vào một con thuyền. Khi thuyền di chuyển, nó sẽ được kéo đi với trạng thái lơ lửng ngay phía trên đáy đại dương. Sau đó, camera sẽ truyền hình ảnh lên bề mặt. Thiết bị thứ hai là một phương tiện robot nhỏ có tên Jackson GR. Giống như Avin, nó cũng được điều khiển từ xa. Nhờ đó mà thuyền viên bên trong tàu ngầm có thể lại gần các vật thể dưới nước và chụp ảnh chúng. Ballard đã sẵn sàng. Ông biết mình phải nhanh chóng tìm ra những chiếc tàu ngầm đó. Và ông đã không mất quá nhiều thời gian. Thật may mắn khi việc tìm kiếm tương đối đơn giản và ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn dư 12 ngày. Với gần 2 tuần để tìm kiếm con tàu Titanic, ông đã lên đường để khám phá đại dương. Ông tập trung tìm kiếm gần Newfoundland, Canada và kéo Argo men theo đáy đại dương rồi xem lại những hình ảnh mà nó chụp được. Sau vài ngày không có gì thì cuối cùng họ cũng đã tìm thấy các tấm thân tàu có đinh tán và một nồi hơi. Có phải nó không? Ngày hôm sau, một mũi tàu lớn đã lộ ra. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, Ballard và các thuyền viên biết được rằng họ đã tìm thấy con tàu khét tiếng. Khám phá này đã mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ballard rất phấn khích khi trở thành người đầu tiên tìm thấy nơi an nghỉ cuối cùng của Titanic.
nhưng ông cũng choáng ngợp vì nỗi tiếc thương những người đã gặp nạn trong vụ đắm. Thủy thủ đoàn đã khám phá xác tàu trong 4 ngày tiếp theo. Họ tìm thấy đài Hoa Tiêu, nơi thuyền viên lần đầu tiên phát hiện tảng băng. Ngoài ra, bằng chứng về việc con tàu khổng lồ đã vỡ làm đôi trước khi chìm cũng đã được tìm thấy. Đó chính là hai nửa của con tàu. Trên tàu có đồ đạc và dụng cụ ăn uống. Và đáng buồn thay, một số đôi giày da của những cá nhân xấu số còn nằm rải rác dưới đáy biển. Ballard thành công trong nhiệm vụ mà người khác không thể thực hiện và ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Và có lẽ bạn đang cho rằng việc xác định được vị trí của Titanic đã là quá đủ. Nhưng Ballard lại không nghĩ thế. Vào năm 2019, ông đã tham gia giải đáp một bí ẩn khác, sự mất tích của Amelia Earhart. Earhart mong muốn được trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới. Đáng buồn thay, bà đã biến mất ở đâu đó tại Thái Bình Dương vào năm 1937. Bà và máy bay của bà vẫn chưa được tìm thấy. Ballard hy vọng rằng may mắn với con tàu Titanic sẽ giúp ông tìm ra vị trí rơi của Earhart, nhưng chuyến thám hiểm của ông đã không mang đến kết quả. Tuy Robert Ballard đã tìm thấy nhiều xác tàu đắm hơn bất cứ ai, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người ta ước tính rằng có hơn 3 triệu con tàu đắm dưới đáy đại dương, nhưng Ballard mới tìm thấy được 100. Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, ông vẫn hy vọng rằng mình sẽ khuyến khích được lớp trẻ tiếp tục công việc khám phá đại dương cùng nhiều bí ẩn của biển cả. Vào năm 1989, khi nghe về những di tích cổ đại thì hẳn là bạn sẽ không hình dung rằng chúng được treo lơ lửng ở nơi nào đó, hoặc chỉ đơn giản là treo trên những cành cây, đúng không nào? Trên thực tế, đối với hầu hết các hiện vật cổ đại được trưng bày tại các bảo tàng trên toàn thế giới, những nhà khảo cổ đã phải đào xới rất nhiều đấy. Bạn thấy đó, các công trình kiến trúc tự có cách để biến mất dần theo thời gian nếu không được chăm sóc đúng cách. Đôi khi chúng ta cần tái sử dụng một số vật liệu xây dựng. Vì vậy, một công trình cũ có thể bị hy sinh để làm thế. Ngoài ra, các ngôi nhà cũng bị bỏ hoang. Và khi tiếp xúc với các yếu tố trên bề mặt như mưa hoặc ánh sáng mặt trời thì chúng không thể tồn tại lâu dài. Một số công trình chỉ đơn giản là sụp đổ do quá trình xói mòn. Thế nên, cách duy nhất để một kiến trúc tồn tại qua thử thách của thời gian là được chôn sâu dưới đất. Vậy tại sao chúng lại bị chôn xuống dưới đất? Thực ra, đó là một chuỗi những sự nhầm lẫn hài hước. Những thành phố cổ thường có thói quen tăng độ cao của mặt đất giống như việc một đứa trẻ thêm topping vào cây kem của mình vậy. Và những khu định cư này luôn bận rộn với việc thu thập lương thực và vật liệu xây dựng để đáp ứng cho nhu cầu dân số ngày càng tăng. Tuy nhiên, chẳng ai có thời gian để xử lý chất thải và rác cả. Điều này không phải là việc quan trọng nhất mà họ cần làm. Vậy nên, khi xây những căn nhà mới, các nền văn minh cổ đại đã tìm thấy được cách dễ hơn để tiết kiệm mồ hôi và công sức. Đó là chất rác thải thành đống và xây nhà ngay bên trên. Nhưng đó chưa phải tất cả. Đôi khi các dòng sông cũng tràn ra và để lại một lớp cặn trên mặt đất của thành phố. Điều này khiến các công trình cổ đại ấy bị chôn vùi càng kín đáo hơn. Và ở những vùng khô cằn như sa mạc, nơi gió thích thổi cát và bụi bay đi, thì việc duy trì sự sạch sẽ cho các công trình là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Có một ví dụ hài hước đó là tượng nhân sư Sphinx bị phủ đầy cát cho đến khi một nhóm khảo cổ học khai quật được nó vào năm 1817. Một số thị trấn cổ bị chôn vùi do không còn ai ở đó nữa. Khi không có sự kiểm soát của con người, thì hạt giống cây sẽ tận dụng cơ hội để nảy mầm khắp nơi. Chúng hấp thụ carbon dioxide từ không khí và phát triển, khiến cho mặt đất càng rậm rạp hơn. Những bộ rễ tinh nghịch khiến đất dày lên bằng những mảnh vụn thực vật phân hủy. Điều đó làm cho lớp đất bên trên vô cùng dinh dưỡng. Đó như một dự án tự làm tối thượng mà mẹ thiên nhiên tiến hành và cây cối là những người giúp việc trung thành của bà. Việc khám phá những bí mật của các nền văn minh cổ không chỉ đơn giản là tìm lại một thế giới đã mất. Nó còn là cuộc truy tìm vĩ đại để khám phá những kho báu ẩn giấu dưới các lớp đất lịch sử. Nhưng làm thế nào các nhà khảo cổ biết được mình nên đào ở đâu? Nếu mọi thứ được phủ bởi hàng loạt các lớp trầm tích, mảnh vụn và rễ cây,
thì chắc chắn là họ phải có một hệ thống nào đó đáng tin cậy trước khi bắt đầu một dự án mới nhỉ? Đầu tiên thì các nhà khảo cổ không phải lúc nào cũng là người đề xuất việc khai quật ở một vị trí cụ thể. Để tôi giải thích này, giả sử bạn là một nhà thầu và bạn muốn xây dựng một tòa nhà chung cư mới và sang trọng trong thành phố nhé. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một số yêu cầu nhất định theo như luật pháp địa phương trước khi dự án có thể bắt đầu. Ví dụ, trước khi ai đó xây dựng trên một mảnh đất, họ phải mời chuyên gia để kiểm tra đất đai tại đây. Những anh bạn thông thái này có thể là các nhà khảo cổ, nhà địa chất học hoặc các nhà cổ sinh vật học, và họ cần phải để mắt đến nhiều thứ trong quá trình xây dựng. Nếu phát hiện ra bất kỳ hiện vật hay di tích sinh thái nào, đây là thuật ngữ sang chảnh chỉ các mảnh vụn hữu cơ, thì những chuyên gia này sẽ tiến hành khai quật và nghiên cứu chúng. Nhưng còn những di tích không liên quan đến việc xây dựng thì sao? Các nhà khảo cổ có nhiều mẹo để tìm kiếm những địa điểm cổ đại. Họ sẽ nghiên cứu các tư liệu lịch sử cũng như đi điều tra hiện trường. Bằng cách tìm kiếm các tài liệu và bản đồ cũ, họ có thể biết được hoạt động của con người trong một khu vực cụ thể. Nếu địa điểm này đã được ghé thăm rồi thì càng tốt. Việc tìm kiếm các bản ghi chép về những cuộc khai quật trước đây hoặc các báo cáo lịch sử có thể cung cấp cho các nhà khảo cổ rất nhiều thông tin để họ biết được nên tiếp tục cuộc săn kho báu ở đâu. Trước khi những nhà khảo cổ xách sẻng lên và đi thì họ cần quan sát một chút. Với hệ thống lưới được trang bị sẵn, họ sẽ đi dạo quanh địa điểm và để mắt đến các hiện vật có thể đang ẩn bên dưới lớp đất. Từ công cụ bằng đá đến những mảnh thủy tinh mang tính lịch sử và thậm chí là cả các bãi rác cổ. Vâng, chúng cũng có giá trị đấy. Những nhà thám hiểm với đôi mắt cú vọ này có thể nhận biết được dấu hiệu của hoạt động con người nhanh hơn bất kỳ ai. Nếu tình cờ phát hiện ra đất Midden hay những bãi rác, thì họ sẽ biết được rằng con người từng coi nơi đây là nhà của mình. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ không chỉ dựa vào chiếc sẻng đáng tin cậy của họ. Họ có một kho thiết bị cực kỳ đẳng cấp để hỗ trợ việc tìm kiếm những điều kỳ diệu bị giấu kín. Các công cụ địa vật lý giống như những vũ khí bí mật của họ vậy. Ví dụ như máy đo kháng điện, thiết bị thông minh này đo thành phần điện của đất, cũng như các hiện vật bị chôn vùi. Ví dụ, một bức tường bị chôn sẽ tạo ra điện trở khắc so với đất xung quanh. Các máy dò từ trường và radar xuyên lòng đất cũng hoạt động giống vậy. Chúng sẽ mang đến những manh mối tiềm tàng của các kho báu cổ đại trong lòng đất. Và làm sao chúng ta có thể quên mất người bạn đồng hành chính là hệ thống định vị toàn cầu GPS được nhỉ? Nó giúp các nhà khảo cổ xác định được những vị trí chính xác. Nó giống như một bản đồ kho báu công nghệ cao sẽ dẫn họ thẳng đến nơi có kho báu. Bạn có muốn ghé thăm một số địa điểm khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới không? Đi theo tôi nào! Ở Vương quốc Anh, bạn sẽ tìm thấy một nơi thú vị gọi là Stonehenge. Đây là một trong số nhiều henge hay các khu vực có đá dựng đứng, được xếp theo vòng tròn. Nhưng địa điểm này lại đáng chú ý nhất. Hãy tưởng tượng đến những khối đá cổ đại khổng lồ vươn mình đứng vững, với bên ngoài là một vòng tròn lạ kỳ, cùng với một hình móng ngựa bên trong và một vài tảng đá nhỏ hơn để canh chỉnh kích thước. Và bạn biết gì không? Những khối đá tuyệt vời này đã tồn tại hơn 5.000 năm rồi đấy! Và mọi chuyện bắt đầu thú vị từ đây. Theo truyền thuyết địa phương, thì pháp sư huyền thoại Merlin đã dùng đũa phép của mình ở đây. Ông đã dịch chuyển tức thời những khối đá khổng lồ này từ tận Ireland. Có vẻ như vài người khổng lồ đã mang chúng đến đó. Nhưng Merlin quyết định rằng những tảng đá sẽ trông tuyệt hơn nhiều ở vị trí mới. Người khác cho rằng đó chỉ là tàn tích của một công trình tâm linh từ thời La Mã cổ. Những công trình tuyệt vời này được xây dựng bởi tổ tiên thuộc thời kỳ đồ đồng của chúng ta. Với những công cụ đơn giản và công nghệ hạn chế, họ đã tạo ra những kiệt tác vĩ đại này. Ấn tượng nhỉ? Thật không may khi chúng ta vẫn còn chưa biết rất nhiều điều về khu vực này. Mục đích ban đầu của Stonehenge vẫn là bí ẩn cho đến ngày nay. Dĩ nhiên, có rất nhiều giả thuyết, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa đồng ý với nhau. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó được sắp xếp cực kỳ hoàn hảo để bắt được mặt trời mọc trong các ngày hạ chí và đông chí. Thành phố cổ Pompeii cũng là một địa điểm khảo cổ đáng kinh ngạc khác. Hãy tưởng tượng nhé! Núi Vesuvius, một kẻ gây rối khét tiếng,
quyết định phun trào và vùi lấp thành phố La Mã cổ này hoàn toàn. Nó biến nơi đây thành một cái hòm chứa thời gian. Bạn đã bao giờ nghe về ngôi sao kim cương có thể khiến mọi tài sản trên trái đất trở thành vô nghĩa chưa? Hay những ngôi sao lung linh với bề mặt bằng sắt cứng? Vậy hãy cùng tìm hiểu về những ngôi sao kỳ lạ ấy và thử giải mã bí ẩn của chúng nhé! Chòm sao Centaurus có ngôi sao với tên gọi Lucy in the Sky with Diamonds. Vâng, nó được đặt tên theo một bài hát của Beatles. Người ta phát hiện ra rằng ở tâm ngôi sao này là một viên kim cương khổng lồ. Chắc bạn đang thắc mắc rằng nó to đến nhường nào nhỉ? Nó được ước tính là khoảng 10 tỷ 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 carat, đó là con số bao gồm 1 số 1 và 34 số 0 theo sau. Để so sánh thì viên kim cương Hy vọng, một trong những viên kim cương lớn nhất trên trái đất, chỉ nặng 45,5 carat. Bạn có thể tưởng tượng được kích thước của chiếc nhẫn dùng để đính viên kim cương này lên không? Nó còn có khối lượng tương đương mặt trời của chúng ta. Nhưng đừng mơ mộng về khả năng sở hữu viên kim cương này. Dù cho bạn là Jeff Bezos thì bạn cũng không thể mua được nó. Theo Ronald Winston, CEO đến từ tập đoàn Harry Winston, thì viên kim cương này lớn đến mức có thể làm giá trị của thị trường sụt giảm. Vậy nên, bạn phải chấp nhận một chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn thế nhiều. Còn một điều thú vị nữa về ngôi sao Lucy in the Sky with Diamonds, đó là nó cực kỳ đặc. Trên thực tế, nó có khối lượng của mặt trời, nhưng lại gói gọn trong một vật thể có đường kính bằng 1/3 trái đất. Điều này giống như nhét một con voi vào hộp giày vậy. Tuy nhiên, dù có kích thước khổng lồ, nhưng nó lại khá lạnh, với nhiệt độ lõi chỉ khoảng 6.648 độ C. Còn nhiệt độ tại lõi của mặt trời là 14.999.982 độ C. Kể từ khi phát hiện ra Lucy in the Sky with Diamonds, người ta cũng tìm thấy một số ngôi sao tinh thể khác, vài ngôi sao có lõi kim cương với kích thước bằng trái đất. Điều này chỉ ra rằng vũ trụ chứa đầy những bất ngờ và bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy loại kho báu gì tại khoảng không rộng lớn ấy. Và đến nay, nó không phải là ngôi sao kỳ lạ duy nhất mà chúng ta đã tìm được. Không gian có rất nhiều thứ lạ lùng và khó giải thích. Ví dụ như Vega. Vega còn được gọi là Alpha Lyrae. Đây là một ngôi sao sáng nằm trong chòm Lyra. Nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm và dễ quan sát bằng mắt thường từ phần lớn các khu vực trên thế giới. Nhìn chung, Vega giống như một ngôi sao sáng, xinh đẹp đối với cư dân tại bán cầu Bắc. Nhưng chúng ta không hề biết rằng nó đang ẩn giấu một bí mật. Thực ra, nó đang bị nén lại. Bạn có thể thấy tốc độ quay cực nhanh của Vega khiến nó phồng ra tại xích đạo, giống như một cái bụng bia vậy. Nó quay hết một vòng trong khoảng 12,5 giờ, khá nhanh đối với một ngôi sao, và nó ném vật chất đi xung quanh eo của nó. Nó giống như đang lắc vòng vậy. Vật chất cách xa lõi của ngôi sao hơn, do đó nó ít bị trọng lực tác động. Vì vậy nó lạnh và tối tăm, dẫn tới hiệu ứng trọng lực tối. Vì vậy về cơ bản, Vega là cơn ác mộng của những chuyên gia thể dục ngoài vũ trụ. Mặc dù với dân mê ngắm sao thì nó trông vẫn tròn vì chúng ta đang nhìn từ cực của trái đất. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc khác, chúng ta sẽ thấy một quang cảnh rất khác. Nó sẽ khiến chúng ta thắc mắc rằng liệu Vega có đang lén ăn bánh donut vũ trụ không? Dù chúng ta hay đùa về vòng eo to bự ở xích đạo của Vega thì cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một trong những ngôi sao sáng và thú vị nhất trong dải ngân hà. Nhưng nếu bạn thích tìm hiểu về một thứ còn sáng hơn nữa, thì cùng ngó qua siêu tân tinh nhé! Siêu tân tinh là những vụ nổ vũ trụ khổng lồ xảy ra khi các ngôi sao sắp tàn đời. Nó giống như màn pháo hoa cuối cùng trong một buổi trình diễn nhưng có quy mô vũ trụ. Trong vài giây, chúng phóng ra nhiều năng lượng hơn số năng lượng mà mặt trời của chúng ta tạo ra cả đời. Và đó chính là điều đã xảy ra với ngôi sao tiếp theo của chúng ta. Thiên thể này có một tên gọi kỳ quặc là
IPFT-14HLS. Nhưng còn một điều lạ lùng nữa. Đây không phải một siêu tân tinh bình thường. Dù ngôi sao này nổ tung vào năm 2014 và đã bắt đầu phai mờ như các ngôi sao khác, nhưng gần đây nó trở lại và phát sáng một lần nữa. Đúng là ấn tượng. Và nếu điều đó chưa đủ thì nghe này. Vật thể ấy đã mờ đi và sáng lên ít nhất 5 lần, giống như một con yo-yo vậy. Cứ như thể ngôi sao ấy không thể quyết định được liệu nó muốn sáng luôn hay là nhạt nhòa theo màn đêm. Ngoài ra, khi các nhà khoa học đo phổ của siêu tân tinh này, họ phát hiện ra rằng nó phát triển chậm hơn các ngôi sao khác 10 lần. Có lẽ siêu tân tinh ấy đang tận hưởng những năm tháng vàng son của mình. Nói chung thì vật thể này đúng là một bí ẩn. Nhưng nó không phải là ngôi sao duy nhất mắc chứng 2 trong 1. Ban đầu, Mai Camelopardalis trông giống một ngôi sao bình thường. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học kết luận rằng nó là một hệ gồm 2 ngôi sao. Hai thiên thể này đang quay quanh nhau với tốc độ hơn 965.606 km/h. Đó là một hệ sao đôi liên kết hay những ngôi sao nằm gần nhau đến mức dùng chung một lớp vỏ. Nói cách khác, chúng ở gần đến nỗi có thể hôn nhau đấy. Cặp Romeo và Juliet này là một trong những hệ sao đôi có khối lượng lớn nhất từng được biết đến. Mỗi ngôi sao nặng từ 32 đến 38 trọng lượng mặt trời. Các nhà thiên văn cũng nghĩ rằng chúng sắp sáp nhập, nghĩa là đến một ngày chúng sẽ kết hợp lại thành một siêu sao khổng lồ. Wow, ai ngờ vũ trụ lại lãng mạn đến thế cơ chứ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một cái tên dài dòng nữa, HD140283 hay sao Methuselah. Ngôi sao nhỏ trong chòm sao Libra này đã tồn tại trong một thời gian dài. Nói chính xác hơn thì đó là một khoảng thời gian cực dài. Trước đây, các nhà khoa học nghĩ rằng nó tồn tại trước cả vũ trụ. Hãy tưởng tượng nếu điều đó là sự thật nào. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng nó tồn tại khoảng 14,8 tỷ năm, cùng thời với vũ trụ của chúng ta. Nhưng nghe vẫn rất ấn tượng nhỉ? Ngôi sao này già đến nỗi nó có thể nhớ ra thuở vũ trụ còn thơ. Tuy vậy, cuộc sống của ngôi sao này vẫn còn đó. Nó đang bắt đầu nở ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Ngôi sao này già gân thật đấy. Và trong khi những kiến thức trên khá là dễ hiểu, thì tại sao các nhà khoa học lại đặt cho một ngôi sao nọ cái tên sao cái gì vậy nhỉ? Tôi không đùa đâu. Trước đây nó được gọi như thế đấy. Còn bây giờ nó có tên là sao Tabby. Nó còn có một cái tên khoa học hơn nhưng hơi dài dòng. Điều kỳ lạ về ngôi sao này đó là khả năng mờ đi bất thường của nó. Nó không tỏa sáng như một ngôi sao bình thường, mà nhấp nháy như ai đó bật tắt đèn pin vậy. Nó không mờ đi một chút, mà tối hơn tận 22%. Vì vậy, chắc hẳn ánh sáng từ ngôi sao này không bị một hành tinh hay thiên thể nào khác chặn lại. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết cho hành vi kỳ lạ này. Từ sao chổi đến bụi vũ trụ, và cả một cấu trúc siêu vật liệu ngoài trái đất. Đúng vậy. Nhưng trước khi trí tưởng tượng của bạn bay nhảy quá xa, thì hãy lưu ý rằng giải thích có lý nhất hiện tại chỉ là những đám bụi. Có lẽ ngôi sao này bị bao quanh bởi một loại đám mây bụi, và đôi khi chúng ta không nhìn thấy ngôi sao nọ rõ ràng vì đám mây này. Tuy vậy, lời giải thích này vẫn chưa được xác nhận 100%, và sao Tabby vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn đó là, dù nó hơi kỳ lạ, nhưng vì vậy, nó mới trở nên hấp dẫn. Vậy đấy, cả nhà ạ. Chúng ta vẫn luôn sững sờ vì sự đa dạng và kỳ lạ của vũ trụ. Nơi đây có rất nhiều thứ để khám phá. Vậy nên, hãy tiếp tục tìm tòi và tiếp tục sững sờ vì những kỳ quan của vũ trụ nhé. Ngày nay, việc săn kho tự quản chuyên nghiệp đã trở thành một trào lưu mới. Việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ đông đảo người dân trên khắp thế giới vì nhiều chương trình truyền hình tập trung vào nội dung này. Nhưng không chỉ người săn nhà kho có thể trúng số độc đắc với phát hiện của mình đâu. Ở Arizona, có một cặp đôi muốn tìm một chiếc sofa nhưng không muốn mua mới hoặc trả nhiều tiền
Vì vậy, họ đã tham gia vào một buổi đấu giá. Tại đó, họ đã đấu giá thành công một chiếc sofa cũ với giá 10 đô. Vì chiếc sofa đã cũ mềm, nên cuối cùng họ lại mua được nó, cùng container đựng nó. Khi rà soát kho tự quản, họ đã vô cùng bất ngờ. Họ tìm thấy một chú gấu nhồi tiền. Món đồ chơi nhỏ đó đã mang lại món hời khoảng 300.000 đô cho họ. Vào năm 2011, một người đàn ông đã vô tình tìm thấy một vật thú vị sau khi lục lọi đồ trong kho tự quản ở thung lũng San Fernando. Anh đã tìm thấy một cuốn truyện tranh đặc biệt có tên là Action Comics số 1. Người đàn ông không biết giá trị thực của cuốn truyện tranh cho đến khi anh mang nó đến nhờ chuyên gia đánh giá. Hóa ra, đây là cuốn truyện tranh đầu tiên khắc họa hình ảnh của siêu nhân. Tuy rất muốn kiếm được nhiều tiền từ cuốn truyện, nhưng anh ta buộc lòng trả lại nó cho chủ cũ. Người ta kể rằng cuốn truyện tranh bị ăn trộm từ tay của một diễn viên nổi tiếng, một người có niềm đam mê với truyện tranh và đặc biệt là siêu nhân. Diễn viên đã báo cuốn sách bị mất với công ty bảo hiểm của mình và với chính quyền, nhưng họ không tìm được nó. Cuốn truyện tranh ước tính trị giá khoảng 1 triệu đô đã tái ngộ với chủ sở hữu của mình 11 năm sau vụ trộm. Một vật cổ tuyệt vời khác đã được tìm thấy trong một kho tự quản ở Melbourne, Úc. Đó là một chiếc mô tô dòng Racer 8 van hiệu Harley Davidson đời 1927 có gắn ô tô nhỏ một chỗ. Dựa trên ý kiến của các chuyên gia, chiếc xe hấp dẫn này đã nằm đó hơn nửa thế kỷ trước khi tái xuất vào năm 2015. Sau đó, nó đã được rao bán và được mua với mức giá rất cao, 470.000 đô. Một số cuộc đấu giá kho tự quản rất thú vị vì bạn không biết mình sẽ tìm thấy gì trong đó. Đó là còn chưa kể bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ kho ấy. Hãy cùng đến với câu chuyện của một cặp đôi ở Long Island. Họ chỉ phải chi 100 đô cho thứ tốt nhất mà họ từng mua được. Ẩn bên trong một kho bí ẩn là chiếc xe thể thao Lotus Esprit đời 1976. Chiếc xe này đặc biệt không chỉ vì thiết kế của nó, mà còn vì nó từng xuất hiện trong bộ phim năm 1977 về James Bond, The Spy Who Loved Me, yêu chàng điệp viên. Ban đầu, cặp đôi không hề biết đây là chiếc xe nổi tiếng, vì vậy họ chỉ tìm cách sửa chữa để tiếp tục sử dụng nó trong chiếc xe mới ngầu làm sao. Sau khi mang nó đến một tiệm sửa xe, họ biết được rằng chiếc xe có điều gì đó đặc biệt. Chẳng mấy chốc, họ đã khám phá ra nguồn gốc của nó và bán nó trong một cuộc đấu giá vào năm 2013. Giá hư, một con số khổng lồ, 997.000 đô la. Vào năm 2017, một người ở Nam California cũng đã tìm thấy một vật xịn sò trong kho tự quản bị bỏ hoang. Kho tự quản của anh chứa đầy video cổ điển, phần cứng game và thẻ game. Sau khi mang đi định giá, anh biết được rằng kho báu của mình trị giá hơn 50.000 đô. Vào năm 2010, một người đã trả 275 đô để mua một kho tự quản lớn, dường như chứa toàn đồ dùng đơn giản ở salon. Nhưng sau khi tìm kỹ, người này đã phát hiện ra một vật có giá trị rất lớn, một cây đàn piano Marshall & Wendell Salesman 1928. Sau khi đánh giá kỹ, người ta ước tính nhạc cụ có giá vào khoảng 10.000 đến 12.000 đô la. Công nghệ vũ trụ trong một kho tự quản bị lãng quên ư? Kho này đã được bán đấu giá ở Florida. Sau khi kiểm tra nó, người chủ nhận ra rằng nó chứa một tên lửa NASA và một chiếc đồng hồ đếm ngược. Hiển nhiên, các vật này đã bị đưa vào kho sau khi chương trình dự kiến dùng đến chúng bị ngưng. Sự việc này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thậm chí còn được lên TV. Người hâm mộ của các ca sĩ nổi tiếng cũng có thể tìm thấy điều bất ngờ trong kho tự quản bị bỏ hoang. Sau đây là câu chuyện về một kho chứa đồ đạc cá nhân của Aretha Franklin. Phần lớn đồ đạc của bà ấy đã được chuyển đến kho này sau khi một sự cố xảy ra tại nhà bà. Thế rồi, bà bỏ luôn chỗ đồ ấy. Sau đó, bà thừa nhận rằng mình đã quên mất chúng. Tại buổi đấu giá, các vật như túi xách, quần áo, thậm chí cả biên lai mang tên bà cũng đã được giới thiệu với công chúng. Tương tự như vậy, trong một kho tự quản từng thuộc về tài sản của cha của Michael Jackson, có hơn 250 bản thu âm chưa được phát hành. Trong thời gian ông hoàng nhập pop viết và sản xuất những bài hát đó, ông bị ràng buộc về mặt hợp đồng. Vì vậy, về nguyên tắc,
không ai có quyền sở hữu hợp pháp các bài hát này. Bên cạnh đó, kho còn chứa một số lượng lớn ảnh của nam ca sĩ nổi tiếng và nhiều vật dụng cá nhân của gia đình Jackson. Một số món đồ đã được bán đấu giá, một số thì được gia đình mua lại với giá đắt đỏ. Điều này cho thấy việc thiếu thanh toán cho kho tự quản sẽ gây bất lợi cho mọi người, dù bạn có nổi tiếng đến đâu. Dù có vẻ lạ kỳ, nhưng không phải vật nào trong kho tự quản cũng vô tri vô giác đâu. Một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông đã tình cờ thấy một con mèo khi đều đặn đến kho tự quản của mình. Ông ấy không hiểu nổi con mèo vào đó bằng cách nào và tại sao nó cứ quay lại kho. Vậy nên, ông đã mang nó về nhà. Chẳng bao giờ nghĩ bạn sẽ tìm thấy một người bạn nhiều lông trong kho tự quản nhỉ? Những câu chuyện khác về kho tự quản lại chẳng may mắn như thế. Ví dụ như trường hợp xảy ra vào năm 2011, một người đàn ông cho rằng mình sẽ dễ dàng trúng mánh nếu ăn trộm đồ có giá trị trong kho bị bỏ hoang. Nhưng khi đang mải mê nhét đồ vào túi, một nhân viên bảo vệ đã thấy cửa của kho đó bị mở. Vì không nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong nhà kho nên anh đã đóng cửa lại. Viên bảo vệ đơn giản nghĩ rằng chủ của nhà kho đã quên đóng cửa. Chẳng cần phải nói, tên trộm đã bị nhốt ở bên trong. Sau đó, khi cố trốn thoát, hắn đã bị bắt và giao cho cảnh sát. Kho tự quản rất hữu ích trong trường hợp bạn có nhiều món đồ muốn cất giữ mà không có đủ không gian tại nhà. Tuy nhiên, bạn cần biết và tuân thủ một số quy tắc vì không phải vật nào cũng an toàn hoặc hợp pháp để được cất trong kho. Lấy các phương tiện giao thông làm ví dụ, ở Mỹ, hầu hết các nhà cung cấp nhà kho chỉ chấp nhận các phương tiện đã được đăng ký đầy đủ, có bảo hiểm và vẫn hoạt động bình thường. Quy tắc này không chỉ áp dụng đối với ô tô mà còn với xe kéo, thuyền, thậm chí xe tải. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị và xuất trình đầy đủ giấy tờ trước khi đưa các phương tiện ấy vào nhà kho. Hiển nhiên, hàng dễ hư hỏng bị cấm, bao gồm thực phẩm cần cấp đông, thực phẩm không được phép bảo quản trong điều kiện kín khí và trong một số trường hợp cả thức ăn khô cho vật nuôi. Đa số các công ty cung cấp nhà kho đều tránh xa vật như vậy vì chúng thu hút côn trùng và các loài gặm nhấm hoặc tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm mốc phát triển bên trong. Có lẽ bạn nghĩ rằng thực phẩm đóng hộp hoàn toàn ổn, nhưng ở hầu hết các địa điểm, loại mặt hàng này cũng bị cấm. Nguyên nhân là kho tự quản tiêu chuẩn không có cách thức cụ thể để bạn kiểm soát nhiệt độ bên trong. Một số hộp đựng thực phẩm có thể nổ trong môi trường nhiệt độ cao. Bạn cũng không được phép để cây cối trong kho tự quản đâu. Thứ nhất, cây cần ánh sáng mặt trời để phát triển. Thứ hai, cây có thể thu hút côn trùng và sâu bệnh. Hơn nữa, một số loài cây tỏa ra mùi lạ nếu không được chăm sóc đúng cách. Vì vậy, bạn chỉ nên trồng cây ở ngoài trời hoặc tặng người khác nếu không thể giữ cây trong nhà nữa. Bạn có biết NASA không chỉ khám phá các ngôi sao, hành tinh, thiên hà hay lỗ đen không? Thật khó tin, nhưng cơ quan này cũng có những khám phá ngay trên trái đất, hành tinh quê hương của chúng ta đấy. Vậy, NASA gần đây đã khám phá ra điều gì? Có sự sống dưới băng không? Trong khi phân tích dữ liệu gần đây, họ đã phát hiện ra một thứ khó tin dưới lớp băng của Nam Cực. Khám phá này không chỉ thay đổi những gì chúng ta biết về hệ thống nước của trái đất, mà còn giúp ích cho việc nghiên cứu về sự sống trong không gian. Sự tồn tại của loài người có thể phụ thuộc vào sự hiểu biết về Nam Cực và những bí mật của nó. Và những khám phá gần đây tiết lộ thông tin quan trọng về sự sống của chúng ta. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy xem bạn biết bao nhiêu về nơi này, nơi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy băng đá nhé. Nam Cực là một trong 7 lục địa của thế giới, nằm ở Nam Bán Cầu. Đây là lục địa lớn thứ 5 về tổng diện tích, và như vậy có nghĩa là nó gần gấp đôi nước Úc. Bạn muốn xem thiên thạch thật không? Hãy đến Nam Cực. Do khí hậu khô, Nam Cực là một trong những nơi tốt nhất để quan sát không gian. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là bạn có thể tìm thấy thiên thạch trên bề mặt trắng xóa của lục địa này. Các nhà khoa học đã lấy được khoảng 45.000 thiên thạch ra khỏi băng, và họ nghĩ họ có thể nhìn thấy 300.000 thiên thạch nữa. Vì ở đó không có nhiều đá trên mặt đất, nên rất dễ phát hiện ra thiên thạch nhờ màu sắc tối của chúng. Môi trường hoang mạc khô hạn ở Nam Cực cũng giúp bảo tồn các thiên thạch này, ngay cả những thiên thạch đã rơi xuống trái đất từ hơn 1 triệu năm trước. Và bạn có thể tưởng tượng được ở Nam Cực
có hoạt động núi lửa không? Hơi khó nhỉ? Nhưng đây là nơi lửa gặp băng. Tây Nam Cực là nơi có nhiều hoạt động núi lửa nhất. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra chỉ riêng ở Tây Nam Cực đã có 138 ngọn núi lửa. Ồ, bạn nghĩ Nam Cực luôn lạnh giá, nhưng không, các vùng ven có thể lên đến mức 10 độ C. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi Nam Cực sẽ thế nào nếu không có băng chưa? Bây giờ có thể không tưởng tượng được, nhưng nơi này không phải lúc nào cũng có băng bao phủ. Tuy nhiên, đó là 34 triệu năm trước rồi, vì vậy không ai có thể nói bề mặt lục địa này sẽ như thế nào nếu không có băng. Nhưng NASA đã thay đổi điều đó. Họ đã đưa ra các mô phỏng máy tính và vẽ ra bản đồ chính xác nhất về nơi này ngày nay. Những gì họ thấy thật khó tin. Nam Cực không bằng phẳng như vẽ bề ngoài. Nó khá gập ghềnh với những thung lũng, đồng bằng trập trùng và những ngọn núi cao. Nhưng mọi thứ lại khác xa với những gì họ đã phát hiện ra dưới lớp băng ở Nam Cực. Vậy đó là gì? Nổi trống lên nào! NASA đã tìm thấy hai hồ nước mới dưới mặt băng. Và điều thú vị hơn nữa là họ đã nhìn thấy những hồ nước này từ không gian. Sao có thể? Nếu câu trả lời của bạn là vệ tinh công nghệ cao thì đúng rồi đấy. Năm 2003, NASA đã phóng một vệ tinh có tên là ICESat. Nó đo sự cân bằng khối lượng của băng, chiều cao của đám mây và sâu khí. Vệ tinh này cũng giúp vẽ ra bản đồ không có băng của Nam Cực. Năm 2010, cơ quan vũ trụ châu Âu đã phóng vệ tinh thứ hai, CryoSat-2. Nó được dùng để theo dõi những thay đổi về độ dày của băng. Sau đó, vào năm 2018, NASA đã phóng chiếc thứ ba là ICESat-2, tiếp nối ICESat. Nó đo độ cao của tảng băng và độ dày của băng trên biển. Đây là thiết bị laser quan sát trái đất tiên tiến nhất của NASA. Nó cũng giúp cung cấp dữ liệu chính xác nhất nữa. Và khi kết hợp với dữ liệu từ các vệ tinh khác, có thể thấy hai hồ nước mới kia nằm gần hai hồ nước lớn hơn. Nhưng làm thế nào mà lúc đầu lại có những hồ nước này? Độ dày trung bình của hầu hết các tảng băng ở Nam Cực là khoảng 1,9 km. Tuy nhiên, có thể dày hơn 3 km ở một số nơi, nhất là vào mùa đông. Vì vậy, bạn có thể nghĩ rằng không có gì ở dưới đó. Nhưng khoa học nói khác à nha. Gần như không thể nhìn thấy băng bằng mắt thường. Nhưng băng của Nam Cực đang chạy từ từ và liên tục theo các hướng khác nhau do áp lực và trọng lượng của chúng gây ra. Nhưng trong nhiều năm, các nhà khoa học không thể tìm ra cách nước di chuyển. Điều này bắt đầu thay đổi vào năm 2007 khi dữ liệu thu thập từ ICESat cung cấp thông tin về những gì ẩn bên dưới bề mặt. Lần đầu tiên, họ phát hiện ra cả một mạng lưới các hồ nước do băng tan kết nối dưới các dòng băng chảy xiết của Nam Cực và có hàng trăm mạng lưới như vậy. Nhà băng học Helen Amanda Fricker của Viện Hải dương học Scripps đã phát hiện ra rằng những thay đổi độ cao mà ICESat đo được là do động lực của các hồ nước này. Chúng không giữ nước do băng tan một cách ổn định. Thay vào đó, chúng đổ và xả nước liên tục qua một hệ thống đường thủy. Và lúc đó, lớp băng ở trên nâng lên và rơi xuống. Nhưng các hồ này xả nước ra đâu vậy? Đại dương, tất nhiên rồi, và xả rất nhiều là đằng khác. Một nghiên cứu gần đây mà Fricker cùng tham gia đã phát hiện ra rằng lượng nước mà một hồ xả vào đại dương lên tới 750 tỷ lít chỉ trong 3 ngày. Vô số bí ẩn về cách hoạt động của thiên nhiên vẫn đang chờ được giải đáp. Nhưng việc tìm thấy hai hồ nước mới sẽ giúp các nhà khoa học có bức tranh rõ hơn về tốc độ thay đổi của băng ở Nam Cực khi khí hậu ấm lên, cũng như ảnh hưởng của việc này đến dòng hải lưu toàn cầu và sự dâng lên của mực nước biển. Chu kỳ đổ và xả nước của các hồ cũng khiến băng bị rạn nứt. Thông tin họ tìm thấy từ những hồ mới này cũng sẽ giúp hiểu rõ hơn về những thiệt hại trên bề mặt băng. Họ cũng sẽ có thể đánh giá hệ thống đổ và xả nước này ảnh hưởng đến tốc độ băng trượt vào biển và đại dương như thế nào. Và như vậy có nghĩa là họ có thể đánh giá việc nước ngọt được thêm vào thay đổi hệ sinh thái biển ra sao. Khám phá này cũng có thể gợi ý liệu có sự sống dưới lớp băng hay không. Các nhà khoa học đã khoan xuống khoảng 1.068 mét băng và
và phát hiện ra rằng các mẫu nước lấy từ một trong các hồ nước có khoảng 10.000 tế bào vi khuẩn trên mỗi ml. Số lượng vi khuẩn nhiều như vậy là một dấu hiệu tốt, bởi vì như vậy có nghĩa là các vùng nước băng giá cũng có thể hỗ trợ các dạng sống cao hơn, ví dụ như động vật nhỏ, và một trong những hồ nước mới này thậm chí có thể là nhà của chúng. Nhưng điều thú vị nhất là các hồ mới có thể giúp họ biết liệu có sự sống trên các hành tinh khác hay không. Các nhà khoa học tin rằng bất kỳ sự sống nào bên dưới bề mặt băng của sao hỏa có lẽ cũng sẽ tuân theo các hình thức được thấy trong các hồ ở Nam Cực. Vì vậy, có khả năng họ sẽ tìm thấy thông tin mới quan trọng về kiểu sự sống có thể đã tồn tại trên hành tinh đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không muốn ở đó trong mùa đông đâu. Nhiệt độ thấp nhất trên trái đất mà bạn có thể gặp là âm 89 độ C. Vào năm 2010, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn, ở mức âm 93 độ C. Và bạn có thể cảm thấy cái lạnh tồi tệ hơn nhiều do gió mạnh và khô. Bạn có biết rằng kích thước của bề mặt băng ở Nam Cực cũng thay đổi trong năm không? Nó rộng khoảng 3 triệu km vuông vào mùa hè, nhưng vào mùa đông, nó mở rộng lên tới 19 triệu km vuông. Tuy nhiên, dù có thay đổi hay không, thì nó vẫn là tảng băng lớn nhất trên trái đất. Xin lỗi, Bắc Cực người thua rồi. Bạn có biết những chú chim cánh cụt nhỏ xinh này không? Hãy xem chúng là dân địa phương, vì không có cư dân bản địa nào khác ở Nam Cực cả. Đó là vùng đất không của riêng ai, vì không quốc gia nào có chủ quyền của nơi này cả. Nhưng bạn có biết ai thực sự sở hữu nó không? 5 loài chim cánh cụt, hải cẩu và cả voi sát thủ đấy. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của lục địa này, bạn có thể đến thăm với tư cách là một khách du lịch đi câu cá và nghiên cứu. Có khoảng 5.000 người sống ở Nam Cực vào mùa hè tại các trạm nghiên cứu, nhưng khi mùa đông đến, con số hiển nhiên giảm xuống còn 1.000. Lớp băng của Nam Cực chiếm 70% trữ lượng nước ngọt trên thế giới. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nó tan chảy nhé. Mực nước biển toàn cầu sẽ nâng lên gần 60 mét đấy. Ngày 10 tháng 1 năm 1992, một con tàu chở hàng khổng lồ đã ra khơi ở đâu đó giữa Thái Bình Dương. Nó gặp phải một cơn bão lớn và sóng đánh dữ dội khiến một số container trên tàu rơi xuống nước. Một container bị mở nắp và làm rơi khoảng 29.000 món đồ chơi cao su. Đó là những con vịt màu vàng, ếch và rùa màu xanh. Kể từ lúc đó, cuộc hành trình dài gần 32.000 km qua khắp các đại dương trên thế giới của chúng bắt đầu. Số lượng đồ chơi khổng lồ này đã sống sót qua nhiều năm bão tố, nước mặn, phải chạm trán với động vật biển và vô số ngày dưới cái nắng thiêu đốt. Những con vịt thậm chí đã phiêu lưu đến vùng nước băng giá ở Bắc Cực và bơi qua nơi con tàu Titanic chìm. Một số món dừng lại ở Hawaii, số khác đến bờ biển nước Anh. Nhiều người đã theo dõi hành trình của chúng suốt thời gian qua. Các nhà hải dương học đã hiểu được các dòng hải lưu nhờ sự trợ giúp của đàn vịt cao su di cư này. Mọi người viết sách về những con vịt đó. Mỗi món đồ chơi là một hiện vật và ai đó đã tìm thấy ít nhất một con trong số chúng. Một con ếch trôi dạt vào bờ biển nước Anh. Những món đồ chơi khác được tìm thấy giữa đại dương. Mọi người tìm chúng và bán với giá hàng nghìn đô. Cho đến nay, những món đồ chơi lang thang đó vẫn đang trôi ngoài kia. Lúc nào đó bạn sẽ có thể tìm thấy một con. Tôi giữ lại món đồ chơi của tôi. Bạn biết cúc đá là gì không? Đá là một loại vỏ sò cổ đại lớn có xoắn ốc trên lưng. Bờ biển Washington giấu rất nhiều hóa thạch của loài động vật này. Một ngày nọ, một nhóm các nhà khoa học đã đến đó để tìm động vật thời tiền sử này. Nhưng họ lại tìm thấy chiếc xương khổng lồ của một con khủng long chưa ai biết đến. Vấn đề là hóa thạch đó bị mắc kẹt trong một tảng đá ven biển. Các nhà cổ sinh vật học phải dùng cưa đá để lấy chiếc xương. Họ đã lôi được nó ra và biết được nó thuộc về một loài động vật sống cách đây khoảng 80 triệu năm. Đó là loài khủng long chân thú, một loài săn mồi di chuyển bằng hai chân. T-Rex và Velociraptors thuộc loài này. Không chứng minh được chính xác chiếc xương này thuộc về loài nào, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết hậu duệ của chúng là loài chim hiện nay. Năm 2008, trên bờ biển Brighton, người ta phát hiện ra một trong những thứ có lẽ là bất thường nhất từng trôi dạt vào bờ. Đó là một mô hình người bằng Lego cao 2 mét. Nó nguyên vẹn và trông rất đẹp. Không biết mô hình đã dưới đại dương bao lâu và làm sao nó đến được đó.
Phát hiện này đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và chính quyền. Mô hình người Lego ở bãi biển quá thú vị, nên mọi người trong hội trường thành phố quyết định để nó ở đó. Không ai biết câu chuyện của món đồ chơi khổng lồ này. Một số người nói rằng nó đến từ Đan Mạch. Ở đó có một công viên giải trí Lego. Có lẽ món đồ chơi đến từ đó. Những người khác chắc chắn rằng nó rơi xuống từ một con tàu nào đó đi qua. Nhưng dĩ nhiên, khả năng cao nó là một phần của chiến dịch PR. Nhưng ngay cả khi không phải thì đó cũng là một cách quảng cáo độc đáo nhỉ. Năm 2010, người dân địa phương tìm thấy một cây đại trên bãi biển thuộc bờ biển La Push, Washington. Nhiều người có thể chui được vào bên trong thân cây. Có đủ chỗ để kê giường, bàn, TV và thậm chí tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chiều cao của cây khoảng 60m, gần bằng kích thước của một chiếc máy bay Boeing chở khách. Ngày ấy có rất nhiều cây bị bỏ lại trên bờ, nhưng cây đại thụ này là vua trong số đó. Thủy triều dâng cao và gió dữ dội đã đưa nó vào bờ. Khu vực này thường xuyên có bão. Trong suốt thời gian này, các con sông chảy qua khu vực và tràn vào rừng, làm đổ các cây lớn. Ngoài ra, gần bãi biển có những khu vực có độ dốc cao với rừng nhiệt đới. Khi thủy triều lên, nước cuốn cây cối và đưa vào bờ. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết chính xác loại cây đó là gì, nhưng nó giống vân sam Sitka, tuyết tùng đỏ và linh sam Douglas. Năm 2020, một con mực khổng lồ được tìm thấy trên bờ của một bãi biển ở Nam Phi. Những phát hiện như vậy rất hiếm vì mực khổng lồ sống ở vùng nước sâu và tối. Sinh vật biển này dài gần 4 mét, dài hơn một chiếc xe chở khách. Một số cá thể loài này có thể dài bằng một chiếc xe buýt. Không có gì ngạc nhiên khi các thủy thủ gọi những quái vật này là Kraken trong quá khứ xa xôi. Chúng có những xúc tu khổng lồ, miệng giống như cái mỏ và đôi mắt to nhất trong thế giới động vật. Một con mắt như vậy có thể lớn bằng một quả bóng đá. Năm 2021, một gia đình đã tìm thấy một cái chai cũ đóng nắp trên một bãi biển ở Hawaii. Và tất nhiên, có một lời nhắn được viết cách đây 37 năm bên trong. Bức thư được viết bằng tiếng Anh. Hóa ra, học sinh tại một ngôi trường ở Nhật đã viết lời nhắn này. Năm 1984, trường đã thả khoảng 450 chiếc chai xuống biển để nghiên cứu các dòng hải lưu. Bức thư có địa chỉ và yêu cầu hãy trả lời nó. Hiện nay, có khoảng 50 chiếc chai đã được trả lại cho ngôi trường ở Nhật đó. Nhưng thông điệp được tìm thấy trên bờ biển Hawaii này là thông điệp đầu tiên kể từ năm 2002. Hãy tưởng tượng bạn đang đi dọc bờ biển thì đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ ở phía xa. Nó trông giống một con sao biển khổng lồ với những xúc tu lớn màu xanh đậm. Tâm của con sao biển có một màu đỏ rực kỳ lạ. Con vật được rào bằng băng keo. Xung quanh có những người mặc đồ bảo hộ. Sự việc xảy ra vào tháng 5 năm 2022 trên bãi biển Bondi, Úc. Hôm đó, các nhà báo và du khách đến bờ biển và phát hiện ra sinh vật vô danh đó chỉ là một tác phẩm điêu khắc được làm để quảng cáo cho một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Một hóa thạch 180 triệu năm tuổi được tìm thấy trên bãi biển Charmouth, nước Anh. Đó là một trong những phát hiện lâu đời nhất thế giới. Và nó không chỉ là một chiếc xương, mà gần như là cả bộ xương của một con thằn lằn nước khổng lồ, Ichthyosaurus. Hãy gọi hóa thạch đó là Icky. Nó dài 12 mét, bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Chỉ riêng đầu của con thằn lằn đã dài 2 mét. Đó là chiều cao trung bình của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, những người không phải là hóa thạch. Icky không chỉ là một những bộ xương lâu đời nhất, mà còn là một trong những bộ xương cổ đại lớn nhất từng được con người phát hiện. Hãy tưởng tượng cách đây 180 triệu năm nó bơi trên biển hoặc đại dương và khiến tất cả các sinh vật biển khác khiếp sợ xem. Thôi cảm ơn. Ngày 16 tháng 2 năm 2020, người dân địa phương tìm thấy một con tàu chở hàng lớn bị mắc kẹt trên một bãi đá ngoài khơi một ngôi làng ở Ireland. Nó đã cũ kỹ, hoen dỉ, trên thân có nhiều lỗ và nhiều phần đã mục nát. Khá giống tôi đấy. Một ngày trước, nó không ở đó. Trên tàu không có gì đáng giá hay thú vị, chỉ có một số thùng nhiên liệu cũ. Mọi người không tìm thấy bất kỳ hồ sơ hay nhật ký gì. Ai sở hữu con tàu? Thuyền trưởng là ai? Toàn bộ thủy thủ đoàn đã ở đâu? Không ai có câu trả lời cho những câu hỏi này. Ngay sau đó, báo chí viết về con tàu và có người gọi điện cho chính quyền tự giới thiệu là chủ sở hữu. Người đó không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào vào cúp máy. Tất nhiên, không ai lấy con tàu. Nhưng sau một thời gian, người ta bắt đầu hé lộ câu chuyện về con tàu bí ẩn này. Nó được gọi là Alta. 5 tháng trước khi dừng lại trên bờ biển Ireland, người ta nhìn thấy nó ở cách đó hàng nghìn km trên vùng biển Đại Tây Dương.
Hôm đó, con tàu lớn MS Protector đang đi qua vùng biển lặng thì phát hiện ra Alta. Thủy thủ đoàn của MS Protector đã cố gắng liên lạc, nhưng không ai trả lời. Ngay từ lúc đó, con tàu đã trống không. Đó là một con tàu ma. Người ta vẫn chưa biết làm cách nào mà nó có thể vượt Đại Tây Dương và đến bờ biển Ireland. Có lẽ chỉ là do may mắn. Đáng chú ý nữa là không ai khác nhìn thấy con tàu suốt thời gian qua. Nó chỉ bình lặng đi những quãng đường dài và sống sót qua những cơn bão. Nhưng sau đó có những thông tin bổ sung. Alta đã thay đổi một vài thuyền trưởng và lá cờ. Những người buôn lậu đã sử dụng nó cho những mục đích bất hợp pháp. Nó đã đến bờ biển ở châu Phi và Hy Lạp. Một ngày nọ, một số thành viên của thủy thủ đoàn đã gửi tín hiệu trợ giúp. Họ hết lương thực và nước uống. Có sự cố bên trong động cơ. Mọi người đã được cứu và con tàu vẫn lang thang giữa đại dương. Chủ nhân của nó vẫn chưa được tìm thấy. Hãy tưởng tượng đến việc khám phá một thành phố cổ đại mà không cần phải rời xa sự tiện nghi tại nhà của bạn nào. Vào năm 1963, một người đàn ông tại tỉnh Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được điều đó. Lúc ấy anh ta đang tu sửa ngôi nhà của mình. Anh phá bỏ một bức tường dưới hầm và tìm thấy một căn phòng bí ẩn. Anh tiếp tục đào và nhìn thấy một con đường hầm. Thành phố ngầm Derinkuyu được tìm thấy như thế. Derinkuyu là một trong những khu định cư ngầm đa tầng sâu nhất tại Cappadocia cũng như toàn bộ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Kiệt tác này có 8 tầng. Các cư dân sống tại đây có thể đi vào các kho chứa, khu vực lưu trữ, nhà thờ, trường học, phòng học và nhiều công trình khác. Các tầng được kết nối với nhau thông qua một mạng lưới đường hầm rộng lớn. Người ta tin rằng thành phố ngầm này được xây dựng để làm nơi trú ẩn. Bạn không thể nhìn thấy công trình từ bên ngoài. Độ sâu của nó là khoảng 85 mét. Khu phức hợp này đủ lớn để cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 20.000 người, cùng gia súc và thực phẩm. Nơi đây còn có một giếng thông gió cao 54 mét. Người ta dùng nó vừa để thông gió, vừa để lấy nước. Cái giếng cung cấp nước cho cả người dân sống trên mặt đất và cư dân dưới thành phố ngầm. Điều thú vị đó là những người sống ở tầng dưới có thể cắt nguồn nước của dân tầng trên và mặt đất. Nguyên nhân là để giữ cho nước không bị đầu độc. Nơi đây được thiết kế để bảo vệ người dân. Các đường hầm có thể bị chặn lại từ bên trong bằng những cánh cửa đá lăn hình tròn khổng lồ. Các lối đi cực kỳ hẹp, kẻ xâm lược tiềm tàng phải đi từng người mới vào được đường hầm. Có vẻ như họ đã nghĩ ra mọi phương án từ tận thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ tin rằng người Phrygia là những người đầu tiên tạo ra các tầng. Sau đó, công trình này được sử dụng và cải tiến vào thời La Mã. Đó là lúc các nhà thờ được cất nên. Tuy nhiên, Derinkuyu thịnh vượng nhất vào thời kỳ đế chế Byzantine. Nhưng làm thế nào mà những người này có thể xây dựng các đường hầm như vậy? Loại đá mà họ đào để làm các tầng không phải là đá thông thường. Nó là magma mềm. Loại đá này xuất hiện do một quá trình địa chất bắt đầu hàng triệu năm trước. Các trận phun trào núi lửa đã phủ kín khu vực này bằng lớp tro bụi dày. Sau đó, nó đã trở thành loại đá mềm kể trên. Các phần mềm hơn bị xói mòn do gió và nước nên chỉ còn phần vật chất cứng cáp. Điều thú vị đó là ống khói cổ tích cũng cấu tạo từ đá magma mềm có hình dạng phức tạp. Nhưng chúng hoàn toàn tự nhiên và không bị con người can thiệp. Tôi vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lần này điểm đến sẽ là Kanakale. Đây là nơi mà huyền thoại trở thành sự thật. Trong suốt 3.000 năm trời, người ta tin rằng sử thi Iliad của Homer là chuyện hư cấu và thành Troy chưa bao giờ tồn tại. Vào năm 1863, mọi thứ thay đổi. Một người nước ngoài có tên Frank Calvert đã phát hiện ra các di tích cổ ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tin chắc rằng chúng thuộc về thành phố Troy cổ đại. Heinrich Schliemann đã khảo sát khu vực này vào năm 1868. Đó là lúc thành Troy lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau hàng thế kỷ. Troy có nhiều lớp phức tạp. Sau nhiều năm, đã có 9 thành phố cổ được xây đè lên nhau. Các nhà sử học cho biết nơi đây nằm ngay giữa châu Âu và châu Á,
Vậy nên nó đã trở thành một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh. Vị trí chiến lược này khiến Troy trở nên hấp dẫn trong suốt chiều dài lịch sử. Sau cuộc xung đột Troy, thành phố bị bỏ hoang trong giai đoạn từ năm 1100 đến năm 700 trước công nguyên. Người Hy Lạp khám phá ra khu vực này và nó được Alexander Đại Đế cai trị. Sau đó Troy bị người La Mã xâm chiếm. Nhân tiện thì điều đầu tiên mà bạn sẽ nhìn thấy khi đến thăm nơi đây là bản sao của con ngựa thành Troy đến từ một bộ phim được quay vào năm 2004. Điểm tiếp theo là Lothal. Vào thập niên 1950, Lothal và một số trang trại tại Harappa đã được phát hiện ở Ấn Độ. Những vùng đất mới này đã mở rộng ranh giới của nền văn minh lưu vực sông Ấn. Lothal là một phần quan trọng của nền văn minh Harappa. Nó có những cánh đồng bông và lúa lớn. Ngoài ra, nó còn có một nhà máy sản xuất hạt cườm. Những hạt cườm tại đây được làm từ các loại đá bán quý, ví dụ như thạch anh. Nhiều hạt cườm sau đó được tìm thấy ở Mesopotamia. Điều này chứng tỏ Lothal là một cảng biển thương mại phồn thịnh. Các nhà khảo cổ tin rằng thành phố này nằm trên một tuyến đường giao thương cổ xưa. Dấu vết của nông nghiệp đã có, dấu vết thương mại đã có, còn gì nữa nhỉ? Dấu vết của các công trình nhà ở, đường phố, đá lát, nhà tắm và hệ thống thoát nước. Họ quy hoạch rất xuất sắc và đây cũng là một ví dụ của việc đô thị hóa thời cổ xưa. Thị trấn được xây dựng kiên cố và nơi đây cũng có những ngôi nhà hiện đại. Một số căn sở hữu tận 6 phòng cùng phòng tắm, một khoảng sân rộng và cả mái hiên. Lothal là nơi có bến cảng cổ nhất thế giới. Nó nối thành phố với sông Sabarmati và tuyến đường thương mại. Thành phố cổ Maya Calakmul nằm ở Nam Mexico, bên trong khu rừng nhiệt đới Tierras Bajas. Từ năm 500 đến 800 sau công nguyên, Calakmul đã là nơi sinh sống của hơn 50.000 người. Nơi đây có quảng trường trung tâm được bao quanh bởi các quận ngoại ô. Và nếu chúng ta đếm cả cư dân của những khu vực ngoại ô lẫn người sống ở trung tâm, thì Calakmul có dân số hơn 1,5 triệu người. Thành phố này có người sinh sống trong vòng 12 thế kỷ. Người ta tin rằng nơi đây có nhiều công trình hơn bất kỳ khu vực Maya đã được khai quật nào khác trong khu vực. Sau năm 1000 sau công nguyên, nền văn minh Maya bắt đầu sa sút. Thành phố từng là trung tâm của Mesoamerica này gần như bị bỏ hoang hoàn toàn. Nó nằm ở trung tâm rừng nhiệt đới lớn thứ hai ở châu Mỹ. Người ta đã bảo tồn địa điểm này rất tốt. Vì vậy, nếu đến thăm nơi đây, bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống vào thời kỳ Maya cổ đại trông như thế nào. Di tích của thành phố bao gồm những khu kiến trúc phức tạp, các tác phẩm điêu khắc, hệ thống phòng thủ, các mỏ đá, dấu tích của hệ thống quản lý nước, ruộng bậc thang, những đền thờ kim tự tháp khổng lồ và các cung điện. Đó là chưa kể đến các loại trang sức và những vật phẩm đi kèm khác. Điều này chứng tỏ các xã hội phức tạp do nhà nước quản lý đã xuất hiện tại khu rừng nhiệt đới này. Người Maya miêu tả thiên nhiên qua tranh vẽ, gốm sứ, điêu khắc, các nghi lễ và cả thức ăn của họ. Bây giờ tôi sẽ đến một nơi mà người ta tưởng rằng chưa từng tồn tại. Sonis Heraklion xuất hiện chỉ trên một số bản khắc và văn kiện cổ. Nhưng hóa ra nó đã đợi hàng nghìn năm trời để được khám phá. Các nhà khoa học đã tìm kiếm gần hết bờ biển Ai Cập. Và sau đó, nhà khảo cổ Frank Godio và nhóm của ông phát hiện ra một khuôn mặt khổng lồ đang nhìn họ từ dưới nước. Thành phố cổ Heraklion được phát hiện đã bị nhấn chìm hoàn toàn cách bờ biển Alexandria 6,4 km. Tàn tích của thành phố bị thất lạc có 64 con tàu, 700 mỏ neo và một kho báu chứa đầy tiền vàng. Các nhà khảo cổ cho rằng tượng đài cao 4,8 mét và tàn tích đền thờ là những phát hiện quan trọng nhất được khám phá bởi cuộc thám hiểm này. Vào thời điểm đó, thành phố tổ chức các nghi thức và lễ kỷ niệm tại đền Amun. Tàn tích và đồ đạc tại đây được làm từ đá granite và diorite. Vì vậy, chúng vẫn nguyên vẹn dù bị ngập trong nước hàng thế kỷ.
chúng đã mang đến cho chúng ta cái nhìn sơ lược về cuộc sống cách đây 2.300 năm trước tại một trong những hải cảng thương mại quan trọng nhất của thế giới. Thành phố này sở hữu một mạng lưới kênh đào. Nó giống như sông Venice của người Ai Cập cổ đại vậy. Các kênh đào nối nhiều cảng và điểm neo tách biệt. Tháp, đền thờ, nhà cửa và các cấu trúc khác cũng được nối với nhau bằng những cây cầu. Thonis Herakleion là cảng chính của đất nước đối với ngành thương mại quốc tế và việc thu thuế. Không ai biết tại sao thành phố này lại chìm xuống nước, nhưng các nhà khảo cổ cho rằng nguyên nhân là do thiên nhiên. Vào cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có lẽ Herakleion đã chìm trong nước vì một trận lũ lụt. Sau đó, Alexandria, thành phố được thành lập bởi Alexander Đại Đế, đã trở nên thịnh vượng hơn cả Herakleion. Trước khi Alexandria nổi tiếng, Herakleion từng là bến cảng chính để nhập cảnh vào Ai Cập. Vì vậy, sau thảm họa, nhiều con tàu chuyển hướng từ Herakleion sang Alexandria. Herakleion đã mất đi hào quang cho đến khi được khám phá lại vào năm 1933. Mesa Verde là một công viên quốc gia nằm tại Colorado, Hoa Kỳ. Công viên này là khu bảo tồn khảo cổ lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 5.000 di chỉ, bao gồm 600 ngôi nhà dựng trên vách đá. Mesa Verde có nghĩa là cái bàn xanh lá trong tiếng Tây Ban Nha. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng của các ngọn núi trong khu vực. Chúng có đỉnh bằng phẳng và các mặt dốc. Công viên là một khu vực khảo cổ của Ancestral Puebloan. Từ khoảng năm 7.500 trước công nguyên, một nhóm các bộ lạc Anh điên du mục cổ đại đã bắt đầu sống tại Mesa Verde theo mùa. Những người này săn bắn, hái lượm và làm đồng. Họ đã xây dựng những làng thổ dân đầu tiên trong khu vực. Đến cuối thế kỷ 12, người Mesa Verde bắt đầu xây dựng những ngôi nhà khổng lồ trên vách đá. Nó đang là cấu trúc nổi tiếng nhất trong công viên. Dưới cái nắng như thiêu đốt, giữa những cồn cát đâu đó trên sa mạc Sahara, bạn đang đi tìm một kho báu cổ xưa. Cuối cùng, bạn cũng tìm thấy một tảng đá kỳ lạ trong cát. Có kích thước to lớn, nó trông giống một cục than đen hoặc tảng đá lớn, nhưng có gì đó sáng bóng trên bề mặt, khiến tảng đá thật khác thường. Khám phá độc đáo này là vật cổ xưa nhất từng được tìm thấy trên hành tinh chúng ta. Tảng đá này được sinh ra từ rất lâu trước khi trái đất xuất hiện trong không gian. Thiên thạch bất thường được tìm thấy vào năm 2020 tại một khu vực hẻo lánh của sa mạc Sahara. Các nhà khoa học đã phân tích đồng vị của magie và nhôm trên bề mặt tảng đá và biết được nó có niên đại 4,5 tỷ năm. Hiện tại, đây là mẫu magma đến từ không gian lâu đời nhất trong lịch sử. Nó thuộc về một phôi hành tinh nhỏ chưa có đủ thời gian để hình thành một cách hoàn thiện. Chuyện này đã xảy ra rất lâu khi hệ mặt trời của chúng ta đang trong quá trình hình thành. Khi đó, có nhiều tiểu hành tinh khổng lồ đang trôi nổi trong không gian. Một số biến thành các thiên thể khổng lồ, sau này trở thành các hành tinh. Các hành tinh đá lớn nuốt chửng các hành tinh nhỏ hơn. Tảng đá là một phần của phôi hành tinh nhỏ mới bắt đầu quá trình hình thành. Tuy nhiên, một tiểu hành tinh lớn khác đã phá hủy nó. Hành tinh vỡ vụn thành hàng tỷ mảnh. Một số mảnh trở thành một phần của các hành tinh khác, một số bay bên ngoài hệ mặt trời và một số đã lang thang trong không gian cho đến khi trái đất của chúng ta được hình thành. Sau đó, nó đâm vào bầu khí quyển của trái đất và rơi xuống vùng lãnh thổ ngày nay, được biết đến là sa mạc Sahara. Tuy được phát hiện vào năm 2020, nhưng sự xói mòn của tảng đá ngoài trái đất cho thấy có thể nó đã rơi sớm hơn nhiều. Vật thể cổ đại nặng khoảng 30kg này có vài mảnh thiên thạch khác nhau bên trong. Nói một cách dễ hiểu, đó là một loại đá núi lửa tạo thành từ dung nham. Nó đã nguội, cứng lại và kết tinh. Bởi vậy, bạn mới thấy nó lấp lánh. Các nhà khoa học hy vọng rằng việc nghiên cứu tảng đá sâu hơn sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cơ sở hình thành của hệ mặt trời. Tiểu hành tinh lớn nhất được phát hiện ở Mỹ là Willamette. Kích thước của nó là xấp xỉ 7,8m² và khối lượng lớn hơn 15 tấn. Nặng bằng một nửa chiếc xe buýt. Vài người có thể ngồi trên bề mặt của vật thể ngoài không gian này. Nhưng điều thú vị nhất là nó không phải là một tảng đá như hầu hết các thiên thạch đã được tìm thấy. Willamette được tạo thành từ nickel và sắt. Cục kim loại khổng lồ này được phát hiện vào năm 1906. Hiện nay nó được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy là Hope 3.
Nó nằm ở Namibia và người ta chưa bao giờ thay đổi vị trí của nó vì nó quá nặng. Trọng lượng của Hoba là 60 tấn, nặng hơn cả một chiếc xe tăng. Sự kiện liên quan đến không gian tiếp theo xảy ra vào ngày 28 tháng 2 ở Tây Nam nước Anh. Hôm đó, một tia chớp thắp sáng cả bầu trời, rồi một tiếng nổ lớn. Một vài cư dân đã mở cửa nhà và nhìn thấy một đốm đen như bồ hóng trên bãi cỏ. Họ ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra và báo cáo vụ việc với mạng lưới quan sát thiên thạch của Anh. Nếu bạn tìm thấy một thiên thạch, hãy báo cáo vụ việc tới một trung tâm nghiên cứu địa chất hoặc không gian nào đó càng sớm càng tốt. Tảng đá không gian nằm trên mặt đất càng lâu thì nó càng mất giá trị nhanh hơn. Mưa, bụi, tuyết, gió, nắng nóng như thiêu đốt, tất cả những yếu tố này đều làm hư hại bề mặt của thiên thạch. Điều này gây khó khăn cho việc nghiên cứu thiên thể. Thiên thạch được tìm thấy ở Anh trông giống như than đá nhưng mềm hơn và dễ vỡ hơn. Rất có thể nó từng chứa nước đóng băng. Tảng đá là một phần của một tiểu hành tinh lớn đã lao đi trong không gian khi hệ mặt trời của chúng ta còn chưa hình thành một cách hoàn chỉnh. Họ đã tìm thấy sự kết hợp độc đáo của các khoáng chất bên trong đá. Điều này giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về nguồn gốc của hệ mặt trời và sự sống trên trái đất. Bây giờ chúng ta đang tới Đức, đến thị trấn nhỏ Nordlingen. Có một thiên thạch cổ đại lớn ẩn mình ở đây. Việc nhận ra thiên thạch này là rất khó, trừ khi bạn biết bí mật của thị trấn này. Bạn đang đi trên những con phố nhỏ ấm cúng và ngắm nhìn những tòa nhà có kiến trúc tuyệt đẹp. Bạn ở đây cả ngày trời và chẳng hề tìm thấy thứ gì khiến bạn liên tưởng đến một thiên thạch. Để giải đáp bí ẩn này, bạn cần ra khỏi thị trấn. Vậy là bạn leo lên một ngọn đồi cao và nhìn thấy thành phố nằm bên trong một cái hố. Trong một thời gian dài, người dân địa phương chắc như đinh đóng cột là thị trấn nằm trong miệng núi lửa đã tắt. Nếu nhìn những ngôi nhà từ một góc nhất định, bạn có thể thấy ánh sáng bất thường phát ra từ chúng. Vào giữa thế kỷ thứ 20, một nhóm các nhà địa chất đã đến đây và ngay lập tức tuyên bố rằng miệng hố này không hề giống miệng núi lửa. Thị trấn được xây dựng trên một miệng hố lớn do một thiên thạch để lại. Thiên thể khổng lồ rơi xuống đây khoảng 15 triệu năm trước. Nó nóng đến mức bong bóng carbon bên trong lập tức biến thành những viên kim cương nhỏ. Khi xây dựng thành phố này, người ta không hề biết là mình đang dùng loại đá đắt tiền vì họ không thấy được kim cương. Người dân địa phương chẳng để tâm lắm tới việc tường thành tỏa sáng một cách bất thường dưới ánh mặt trời. Giờ đây họ tin rằng nơi này được xây dựng từ kim cương rơi từ trên trời xuống. Điểm dừng tiếp theo của chúng ta lại là nước Anh. Lần này, những tảng đá có nguồn gốc từ trái đất. Stonehenge nổi tiếng. Người ta đặt các vòng tròn đá ở đây theo một thứ tự nhất định. Ai cũng biết về công trình khảo cổ này, nhưng chẳng ai biết chắc về nguyên nhân nó được tạo ra. Một công trình khác được xây dựng từ những tảng đá bí ẩn đã được tìm thấy cách đó chỉ 2 dặm. Nó có tên là Superhenge. Nó lớn hơn, nặng hơn và chiếm nhiều không gian hơn. Mỗi tấm đá ở đây vào khoảng 4,5 mét, tương đương với chiều cao của 2 tầng nhà. Một thời, những tảng đá này đứng thẳng và tạo thành một hình bán nguyệt lớn. Nhưng vào khoảng 4.500 năm trước, có người đã đẩy chúng đổ. Đó là một trò đùa ở đại học. À, không phải đâu. Vì bị đổ nên chúng đã không được phát hiện ra trong một thời gian dài. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải đáp được bí ẩn về Superhenge, nhưng họ tin rằng những tảng đá dựng đứng là một phần của một công trình khổng lồ nào đó. Một số tảng đá hấp dẫn khác nằm ở phía nam của Costa Rica. Có những tảng đá to bằng một người, nhưng cũng có tảng nhỏ hơn quả bóng bowling, và tất cả chúng đều tròn vo. Những quả cầu đá khổng lồ này được con người tạo ra. Hẳn người ta đã phải dùng công cụ bằng đá để mài nhẵn trong nhiều năm thì chúng mới tròn trịa như vậy. Tuy những quả bóng này cực kỳ nặng, nhưng có thể dễ dàng lăn như quả bóng rổ. Các tảng đá có niên đại khác nhau. Một số tảng đá được tạo ra khoảng 2.500 năm trước. Phần lớn được hình thành từ magma núi lửa nóng chảy. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết những viên đá này được sử dụng vào mục đích gì. Chúng được tìm thấy ở các vùng khác nhau của Costa Rica, gần các thành phố lớn. Có khả năng các nền văn minh cổ đại đã đặc biệt dựng chúng nhằm thể hiện sự vĩ đại của các vị vua trong vùng. Ngoài ra, nhiều chuyên gia tin rằng các tảng đá được dùng làm công cụ nghiên cứu thiên văn học. Những người biết công dụng của các tảng đá này đã biến mất và lịch sử của những tảng đá cũng mất đi theo họ. Hãy kết thúc cuộc hành trình của chúng ta với phát hiện khảo cổ học tuyệt vời nhất. Bạn đang đi bộ qua sa mạc Peru và leo lên một ngọn đồi thấp. Bạn nhìn xuống và thấy bề mặt của ngọn đồi phủ đầy những đường kỳ lạ. Bạn đi bộ ra xa hơn và nhìn thấy một con mèo lớn ở trên đồi. Hình vẽ này được gọi là Geoglyph. Chiều dài của nó vào khoảng xấp xỉ 35 mét, bằng một nửa kích thước của máy bay Boeing thương mại.
Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra con mèo khổng lồ vào năm 2020 và phát hiện nó được tạo ra vào khoảng giữa năm 200 đến năm 100 trước công nguyên. Hình vẽ lớn này là một phần của một nhóm các bức tranh bí ẩn khác nhau. Ngoài con mèo, còn có các loài động vật, thực vật và nhiều hình dáng hấp dẫn khác. Tất cả đều được phát hiện ở sa mạc Peru. Chú mèo con được tìm thấy một cách tình cờ. Ban đầu, các nhà khảo cổ học không nhìn thấy nó bởi vì sự xói mòn tự nhiên trên sườn đồi đã gần như xóa sạch hình dáng này.